Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 55. Võ công có cao cường thế nào đi chăng nữa nhưng hàng chục khẩu súng trường tự động bao quanh, ném vài quả lựu đạn thì chắc chắn phải chịu đau đớn, khổ sở. Cũng không biết Vân Uyển đến San Francisco chưa, nếu không phải do thời gian gấp gáp thì đã có thể gặp mặt với cô ấy. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn nghĩ, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để nói chuyện nhi nữ tình trường. Chỉ một ý nghĩ vừa thoáng qua đã bị Tề Đẳng Nhàn bóp chết. Những người như Dương Quan Quan, Hướng Đông Tình, Lý Vân Uyển chỉ sợ đều bị gián điệp theo dõi chặt chẽ. Nếu Tề Đẳng Nhàn dám xuất hiện bên cạnh bọn họ, hắn lập tức sẽ bị cao thủ ùn ùn bao vây. Muốn gặp mặt ít nhất cũng phải đợi vụ việc phản quốc của Tề Đẳng Nhàn lắng xuống. Gia tộc Thượng Quan cùng thế lực của nhà họ Triệu đã liên hợp với nhau cùng tham gia vào chuyện rửa tiền ở Thượng Hải. Lại cấu kết với Viên Thăng Lộc mua bán người. Chưa hết, đám độc ác ấy còn thông qua tay của Chu Quang Vinh lập ra một tập đoàn N đặc tại nước Ngọc Thạch. Sau khi Tề Đẳng Nhàn rời khỏi Hoa Quốc, hắn vẫn luôn kìm nén cơn tức giận trong lòng. Nếu như không phải điều kiện không cho phép thì có lẽ Tề Đẳng Nhàn đã lẻn vào kinh đô, theo lão tử của bản thân mà đại khai sát giới. Lúc đó gia tộc Thượng Quan gặp được họng súng sắp bốc cháy của Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ có thể nói rằng cách nghĩ này quá lỗi thời. Tuy gia tộc Thượng Quan mạnh mẽ nhưng chỉ cần tiêu diệt hết ba người nắm quyền thì người ở bên dưới chắc chắn sẽ tán loạn, hơn nữa gia tộc to như thế này không thể không có kẻ thù. Những đại lão khác của Hồng Môn ở nước Mỹ nhìn thấy Thượng Quan Hạo Nguyệt cùng thiếu gia nhà gia tộc Rothschild kết hôn thì hơn nửa người lòng nóng như lửa đốt. Gia tộc Thượng Quan vừa loạn bọn họ chắc chắn sẽ không án binh bất động. Cũng giống như lúc đầu có người cố ý nhắm vào Trần Ngư, Trần Khánh, Trần Liệt. Nếu ba chị em đều xảy ra chuyện thì nhà họ Trần không phân tán cũng tự loạn. Diệt trừ đi gia tộc Thượng Quan, phái nhà họ Triệu có lẽ sẽ bị kiềm chế lại. Tề Đẳng Nhàn mở hai mắt, máy bay đang hạ cánh mà trạng thái của hắn cũng đang ở cao nhất. Vì để tránh tai mắt, Tề Đẳng Nhàn ngồi ở hạng ghế phổ thông, hơn nữa còn xuất hiện với danh tính Tề Thiên. Trong biển người, Tề Đẳng Nhàn nhìn hết sức bình thường. Giống như một thương nhân Hoa Quốc đến nước Mỹ làm kinh doanh nho nhỏ. Sau khi máy bay hạ cánh, Tề Đẳng Nhàn chậm rãi đi ra khỏi lối đi. Bốp! Đột nhiên bả vai của Tề Đẳng Nhàn bị ai vỗ nhẹ. Người có thể đến gần Tề Đẳng Nhàn một cách bất động thanh sắc lại có thể vỗ được vai hắn rõ ràng không phải người bình thường. Tề Đẳng Nhàn bất ngờ quay đầu và hắn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Hừ, lão già! Cách xuất hiện của bố thật làm cho người ta sợ hãi. Con còn tưởng hành tung bị lộ nên bị tên cao thủ nào để mắt tới rồi chứ. Tề Đẳng Nhàn sau khi nhìn rõ người là ai, hắn không nhịn được mà thở phào một hơi. Người đứng đằng sau hắn là một người trung niên trắng trắng béo béo, dáng vẻ có chút giống Tề Đẳng Nhàn. Nhìn qua giống như một cặp bố con. Tề Bất Ngữ cười lớn với Tề Đẳng Nhàn, ông ra hiệu tay với hắn. Tề Đẳng Nhàn bị vụ oan giá tội thành kẻ phản quốc, trong lòng Tề Bất Ngữ đương nhiên cũng như bị nghẹn ngọn lửa lớn. Mặc dù ông đã giết lũ chuột bên ngoài nhà tù U Đô rồi nhưng những tên đó đều là người không quan trọng. Tên tội phạm thực sự vẫn chưa phải chịu sự trừng phạt nào. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn tự tin nhưng hắn cũng không kiêu ngạo đến mức tự cho là mình có thể lên trời xuống đất. Hắn biết muốn giết người của gia tộc Thượng Quan không đơn giản vì vậy Tề Đẳng Nhàn đã liên lạc trước với lão già nhà mình. Là một người bố, cho dù con trai mình lớn đến đâu rồi thì chỉ cần con mình gặp chuyện ông cũng liều mình bước ra. Gia tộc Thượng Quan là một trong những thế lực lớn của Hồng Bang ở nước Mỹ. Tuy bọn họ có vô số kẻ thù nhưng mãi vẫn đứng vững không ngã ở nước Mỹ ắt phải có không ít cao thủ tỏa chấn. Tề Đẳng Nhàn kéo theo Tề Bất Ngữ cũng là để đảm bảo chuyện kia có thể thành công một cách tuyệt đối. Tề Bất Ngữ không phải đến nước Mỹ thông qua con đường của nhà họ Trần mà những năm này ông rời đi khỏi kinh đô, du lịch rất nhiều và kết giao được với rất nhiều nhân vật quan trọng. Một trong số đó còn có đỉnh cấp lão đại là Vinogradov. Dựa vào một chút quan hệ, bất động thanh sắc đi đến nước Mỹ đối với Tề Bất Ngữ là chuyện không thể dễ dàng hơn. Hai người đi ra khỏi sân bay liền lập tức gọi một chiếc xe đi thẳng đến Beverly Hills. Beverly Hills rất nổi tiếng và người sống ở đó đều là những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu của nước Mỹ. Hơn nữa ở Beverly Hills có hàng rào an ninh vô cùng vững chắc, bảo vệ ở trong đó đều được thuê từ công ty Hắc Thủy.
những người này đều đã từng có kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường. Không nói mỗi một người đều có sức chiến đấu sánh ngang với bộ đội đặc chủng mạnh mẽ mà cho dù có tách riêng lẻ ra thì cũng tuyệt đối không yếu hơn nơi nào. Chúng ta chỉ giết 3 người thôi, tên lão tặc thượng quan Thương Hải, còn có con trai của ông ta là thượng quan Nguyên Cát cùng với cháu gái ông ta là thượng quan Hạo Nguyệt. Tề Đẳng Nhàn nói với Tề Bất Ngữ, đương nhiên nếu có ai cản đường thì chúng ta cũng giết hết. Hôm nay có một bữa tiệc tụ tập của gia tộc thượng quan. Ngoài thượng quan Hạo Nguyệt ra thì hầu hết người của gia tộc thượng quan đều sẽ có mặt. Tề Bất Ngữ khẽ gật đầu rồi ra dấu hiệu tay. Tề Đẳng Nhàn cười nói, lát nữa lúc con ra tay bố sẽ biết ngay thôi. Có vẻ như Tề Bất Ngữ vừa hỏi Tề Đẳng Nhàn xem công phu của hắn đã luyện tới cảnh giới nào rồi. Tề Bất Ngữ cũng cười, từ chỗ an ninh lỏng lẻo cùng Tề Đẳng Nhàn lẻn vào bên trong sơn trang. Hôm nay các thành viên của gia tộc thượng quan đang tụ tập ở Beverly Hills, người sáng lập gia tộc là thượng quan Thương Hải ngồi ở vị trí trung tâm. Chuyện bên Thượng Hải náo loạn đến mức độ này, sẽ không hợp lý nếu chúng ta lại nhúng tay vào chuyện bên đó. Hãy cho người đi rút hết tài sản ở Thượng Hải đi. Thượng quan Thương Hải đã khoảng chừng 80 tuổi nhưng nhìn ông ta chỉ giống như 60 tuổi mà thôi. Tuy ông ta đã một đầu tóc ánh bạc nhưng đôi mắt lại có thần sắc, nói chuyện cũng ngập tràn trung khí. Hừm, đúng rồi, Thượng quan Kinh Đào đã đi đâu rồi? Kinh Đào đã đi đến Ngọc Thạch Quốc để giải quyết chuyện của tập đoàn N đặc rồi. Nam Dương Trần Thị muốn nhúng tay vào chuyện ở Ngọc Thạch Quốc, cũng không biết có thể đạt được thỏa thuận hay không. Thượng quan Nguyên Cát trả lời. Hôm nay Hạo Nguyệt đến chỗ Jimmy tham gia party đúng không? Thượng quan Thương Hải lại hỏi. Thượng quan Nguyên Cát gật gật đầu đáp lại, đúng vậy. Jimmy tổ chức một party mời rất nhiều tầng lớp anh tài tham gia. Hôm nay Jimmy muốn công bố chuyện của mình với Hạo Nguyệt ra bên ngoài. Thượng quan Thương Hải nghe thấy vậy thì cười hài lòng, không tệ. Mặc dù chuyện ở bên Thượng Hải làm gia tộc chúng ta chịu một ít tổn thất nhưng nó cũng không phải là vấn đề gì to tát. Lão gia, cái tên họ Tề kia thật không biết điều. Hắn ta nhận của Kinh Đào 1.800 vạn đô la Mỹ. Không nói đến việc không làm mà hắn ta còn cố ý hãm hại người của chúng ta. Gần đây treo thưởng 8.000 vạn cho đầu của hắn ta thế nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Có cần phải nghĩ cách đối phó hắn ta một chút không? Trong gia tộc thượng quan có người mở miệng nói ra chuyện của Tề Đẳng Nhàn. Thượng quan Thương Hải cười lạnh, tên này đối nghịch với nhà họ Triệu, hơn nữa còn không biết tốt xấu chọc thủng trời, cả nước Hoa Quốc cũng không chứa chấp nổi hắn ta. Yên tâm! Ta đã có cách đối phó, chuẩn bị phái người đến cho thượng quan Kinh Đào. Chỉ cần em gái Lục Chiến Long còn ở trong tay tập đoàn N đặc thì tên này sớm muộn cũng sẽ cắn câu. Thượng quan Nguyên Cát không nhịn được mà sửng sốt trả lời, tên Tề Đẳng Nhàn này rất khó đối phó. Tạ Cuồng Long và Nghiêm Mộc Long liên thủ hai người cũng bị hắn ta đánh chết một người và làm trọng thương một người. Không biết bên phía bố đã chuẩn bị phái người nào đi rồi. Địa thủy phong hỏa. Các người đi ra đi, thượng quan Thương Hải cười lớn, vỗ vỗ tay và nói. Bốn thân ảnh như ma quỷ lóe lên trong đại sảnh, chấp lễ với thượng quan Thương Hải cung kính, bái kiến tiên sinh. Thượng quan Nguyên Cát sau khi nhìn thấy bốn người này thì không nhịn được mà thở ra một hơi lạnh, kinh ngạc nói, từ lúc nào bố đã huấn luyện được bốn người như vậy? Bốn người này thế mà đều là cao thủ đan kình. Đây là bốn đại đặc sứ ta đã phải bỏ ra nhiều năm tâm huyết huấn luyện trong âm thầm, địa thủy phong hỏa. Bọn họ là đan kình thế nhưng đều là giả đan, thể năng bọn họ vẫn cách biệt với đan kình thực sự. Chỉ là bốn người như vậy cùng phục kích Tề Đẳng Nhàn thế là quá đủ rồi. Thượng quan Nguyên Cát cười nhạt, cho dù bố của hắn ta có đến thì cũng sẽ bị đánh chết. Đan kình là cảnh giới mà cao thủ võ học luyện công phu vào tận xương tủy và làm chủ được khí. Cần vận dụng khí huyết tự nhiên của bản thân, có thể trong nháy mắt đem khí huyết thu vào đan điền. Sau đó thì hoàn thành bộc phát tức thời, mượn năng lượng khí huyết phun ra đan điền, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Thượng quan Thương Hải nói bốn người này đều là giả đan làm cho thượng quan Nguyên Cát có chút nghi hoặc, đan kình còn có thể giả sao? Thượng quan Thương Hải giải thích, đan kình thực sự sẽ vận chuyển khí huyết, co gân bạt cốt không thành vấn đề. Sở dĩ nói bọn họ là giả đan, là bởi vì bọn họ đều cần sử dụng dược hổ lang mới có thể duy trì vận chuyển khí huyết trong cơ thể có đúng không? Một giọng nói bất ngờ vang lên từ ngoài cửa,
trên tay người đi đến còn mang theo thi thể của hai tên bảo vệ. Chỉ nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang mặc một bộ thể dục màu đen đứng ở ngoài cửa, cười vui vẻ nhìn Thượng quan Thương Hải. Thượng quan Thương Hải sau khi nhìn thấy hắn, đồng tử ông ta co rút lại, kinh ngạc thốt lên, là ngươi. Ngươi chính là tạp chủng mà Tề Nha Ba và Triệu Tứ Thanh sinh ra. Không ngờ thiên đường có lối ngươi không đi mà lại dám chạy đến nước Mỹ, còn chạy vào gia tộc của ta. Tề Đẳng Nhàn tiện tay vứt thi thể của hai tên bảo vệ xuống, người luyện võ đương nhiên phải tu luyện cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong luyện hơi thở, bên ngoài luyện cơ bắp và làn da. Bên trong vận chuyển khí huyết, bên ngoài phục linh dược. Nhưng mà nếu một mực theo đuổi khí huyết, uống dược hổ lang thì chắc chắn có thể bạo phát ra sức mạnh gần với của cao thủ đan kình. Thế nhưng tổn hại tới thân thể là hết sức to lớn. Đương nhiên, quyền ý mà cao thủ đan kình có được cùng với sự lĩnh ngộ quyền pháp cũng là thứ bọn họ làm cách nào cũng không thể với tới được. Giả đan với bao đan chân chính vẫn có khoảng cách rất lớn. Hắn vừa nói vừa chậm rãi nhấc tay, hơi cong đầu gối ngồi xuống thế tấn. Mọi người ngay lập tức nhìn thấy trán hắn đỏ bừng, từng mạch máu như nổi trận lôi đình, dường như có thể nhìn thấy dòng chảy của máu. Bọn họ đều có thể nhìn thấy rõ ràng dưới gân mạch máu phập phồng là khí huyết cuồng bạo, từng giọt bị Tề Đẳng Nhàn thu vào bộ vị đan điền. Sau đó mọi người nghe thấy một âm thanh chấn động, giống như là tiếng sóng bão đập vào bờ, vừa giống như đá loạn xuyên không. Đan điền của Tề Đẳng Nhàn một đoàn nhóm phồng lên, cả người của hắn bốn bề đều yên tĩnh ngồi xổm ở đó giống như một pho tượng đá cao 100 mét không thể lay động. Thái Tổ ngồi ngai vàng, ánh mắt Thượng quan Thương Hải âm u, công phu của người trẻ tuổi thật cao, chỉ có điều ngươi quá là không biết sống chết rồi. Không ngại đường xa chạy đến nước Mỹ chơi chặt đầu, hôm nay ngươi không sợ đầu rơi sẽ là đầu mình sao? Ta Thượng quan Thương Hải lăn lộn giang hồ đã 50 năm, muối ta ăn còn nhiều hơn cơm ngươi ăn. Ta còn có thể bị tên nhãi danh lông vàng vắt mũi chưa sạch hạ gục sao? Hôm nay người đã đến cửa vậy thì đừng hòng đi nữa. Tề Đẳng Nhàn cười nhẹ nói, sợ là ông không biết, cháu trai ngoan của ông Thượng quan Kinh Đào đã bị tôi một quyền đánh bay đầu đúng không? Hôm nay tôi đến nước Mỹ tìm các ông chính là để kết thúc tội ác một đời của gia tộc Thượng quan. Từ hôm nay trở đi gia tộc Thượng quan sẽ bị gạch tên khỏi thế giới này. Thượng quan Thương Hải hừ lạnh một tiếng, đập bàn nói, đánh chết hắn. Bốn tên đại đặc sứ bị ông ta giấu đi nhiều năm cuối cùng cũng lộ diện bây giờ mới có động tĩnh. Đi thẳng về phía Tề Đẳng Nhàn. Chân phải Tề Đẳng Nhàn dậm xuống đất, giày ngay lập tức nứt năm xẻ bảy. Thân thể Tề Đẳng Nhàn nghiêng về phía trước, vụt một cái lướt ra ngoài. Mặt đất nơi Tề Đẳng Nhàn vừa đứng, viên gạch đá cẩm thạch quý giá trực tiếp nổ tung rồi vỡ vụn, xi măng phía dưới gạch đá lại bị một cước này dẫm đến mốc mềm nhũn giống như miếng đậu phụ. Thượng quan Thương Hải nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông ta không thể không thay đổi. Nghiêm Mộc Long nói quyền pháp của ngươi luyện thần rồi ta còn không tin, bây giờ xem ra cũng thật sự không phải là khoa trương. Tề Đẳng Nhàn cười lớn, hắn đã đi đến trước mặt bốn đại đặc sứ. Chỉ là hắn cũng không dừng lại bước chân mà trực tiếp đi thẳng về phía Thượng quan Thương Hải. Đánh chết hắn! Thượng quan Nguyên Cát giận dữ hét lên. Bốn đại đặc sứ đang chuẩn bị xuất thủ thì đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện. Bóng dáng người này nhìn qua trắng trắng béo béo nhưng mà lại trong nháy mắt cao lên ba thước, vừa mới xuất thủ liền càng giống thiên thần. Người này là ai? Võ công lại cao cường như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thượng quan Thương Hải nhìn không được mà chấn kinh, không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn còn có trợ thủ. Người xuất thủ kia chính là Tề Bất Ngữ, một khi ông xuất thủ đã trực tiếp kiềm chế bốn đại đặc sứ. Mà Tề Đẳng Nhàn cũng đã đến trước mặt Thượng quan Thương Hải. Lão già này, ông gây ra bao nhiêu tội ác khiến ông trời cũng không chứa nổi ông. Cái mạng này của ông, tôi sẽ lấy. Tề Đẳng Nhàn gầm lên một tiếng dài, thân như liệt mã liên tục tiến bước, đánh ra ba quyền đấm nổ tung như đại bác. Tề Đẳng Nhàn đi theo đường thẳng, giữa hai điểm thì đường thẳng là ngắn nhất. Nhưng trên đường thẳng này, có đủ thể loại vật cản như sofa, bàn trà, bàn lớn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn vừa bắt đầu di chuyển thì giống như một chiếc xe tăng hung hãn, hai đùi Tề Đẳng Nhàn sung huyết, cơ bắp đanh thép, hắn tùy tiện vượt qua, bất kỳ vật cản nào cũng bị Tề Đẳng Nhàn nghiền nát.
bao gồm cả bàn ăn bằng gỗ dài bất thường khi bị khớp hông của Tề Đẳng Nhàn đụng vào đã lập tức bị nứt vỡ ở giữa. Trong giây lát, các thành viên của gia tộc thượng quan đang ngồi hai bên bàn ăn đều chạy toán loạn khỏi đó. Nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn giống như tên lửa được trang bị định vị, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản hướng đến đầu thượng quan Thương Hải. Cao thủ như hắn muốn giết người, nếu như không có biện pháp phòng bị tối đa thì không thể tránh nổi. Thượng quan Thương Hải chỉ cảm thấy mặt mình bỏng rát, quyền ý kia rực lửa đến mức đáng sợ, giống như không phải nắm đấm đánh tới mà là một quả tên lửa chân chính. Lão phu luyện công phu cả một đời người cũng chưa từng nhìn thấy có người khoa trương như vậy. Trong lòng thượng quan Thương Hải không khỏi hẫng đi hai nhịp, chỉ cảm thấy đối phương mạnh đến nỗi quá kinh khủng, có hơi không giống bình thường. Thượng quan Thương Hải ngay lập tức đứng lên rồi vào thế đứng tấn, dồn khí huyết xuống đan điền, sắc mặt đỏ bừng, ông ta hét lớn, đường quyền cũng được xuất ra theo tiếng hét đó. Quyền đại bác thứ nhất ông ta đã đỡ được. Nhưng quyền đại bác thứ hai lập tức vung ra, không cho thượng quan Thương Hải cả cơ hội lấy hơi. Thượng quan Thương Hải cắn chặt răng, dù ông ta đã 80 tuổi rồi nhưng hàm răng bạc vẫn đều tăm tắp, thậm chí còn có thể cắn nát một cái đầu trâu cứng cáp. Giây phút quyền đại bác thứ hai đến, ông ta cảm thấy như lợi của mình chảy máu, răng hình như sắp sụng ra. Thượng quan Thương Hải không dám nghĩ nhiều, bước chân theo đà lùi về phía sau, nói thế nào đi chăng nữa thì quyền đại bác thứ ba không thể đỡ được. Quyền đại bác thứ ba sượt qua mũi ông ta, thượng quan Thương Hải chỉ cần hơi hít vào thì giống như thật sự ngửi thấy mùi thuốc súng. Bao quyền mã hình, biến thế tiếp theo chắc chắn là hổ hình. Phần nhiều là hổ vồ, thượng quan Thương Hải già nhưng vẫn cường tráng, kinh nghiệm phong phú, trực tiếp đoán ra chiêu thức của Tề Đẳng Nhàn. Nhưng quyền ý và quyền lực của Tề Đẳng Nhàn đều rất bá đạo, mãnh liệt, làm cho ông ta không có cách nào có thể tiếp chiêu. Cho dù thượng quan Thương Hải có biết chiêu tiếp theo từ mã hình biến thành hổ hình thì ông ta cũng không có cơ hội đỡ được. Lần ra đòn này của Tề Đẳng Nhàn chính là muốn ỷ vào công phu của hắn cao hơn ông ta. Một phát là có thể đánh chết thượng quan Thương Hải. Công lực cả người của thượng quan Thương Hải cũng có trình độ bao đan, nhưng ứng chiến vội vàng, hơn nữa Tề Đẳng Nhàn lại đánh bá đạo như vậy, dưới tình huống này công lực của ông ta có thể phát huy 7, 8 phần đã là không tồi rồi. Quả nhiên, nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn khép lại trên không, năm ngón tay trong nháy mắt xòe ra, biến thành hình con hổ, cả người hắn lao về phía trước như một con hổ lớn. Thượng quan Thương Hải nghiêng đầu, bước chân thuận thế bước sang bên kia, ông ta giơ tay muốn ấn vào xương sườn Tề Đẳng Nhàn. Ông ta vừa ra sức thì bộ đồ nhà Đường rộng thùng thình trên người ông ta bị thổi phồng lên, trong nháy mắt phảng phất như thượng quan Thương Hải đang từ ông già gầy gò biến thành người đàn ông cơ bắp lực lưỡng. Nhưng eo của Tề Đẳng Nhàn lại mềm mại giống như của phụ nữ, nhẹ nhàng lắc lư, vừa mê hoặc vừa nhẹ nhàng tránh đòn phản kích của thượng quan Thương Hải. Đòn đánh của thượng quan Thương Hải bị trượt, tinh thần ông ta trong nháy mắt ngưng tụ, ngón tay siết chặt, cưỡng ép siết vào trong. Thân thể Tề Đẳng Nhàn vung lên, đi về phía trước nửa bước, đấm một cái, đánh rơi tay thượng quan Thương Hải. Thượng quan Thương Hải kinh hãi đến mức liên tiếp lùi về sau hai bước, mắt thấy bước chân của Tề Đẳng Nhàn đuổi theo, trong lòng ông ta không khỏi gấp rút. Mặc dù ông ta là bao điền, khóa được khí huyết nhưng dù sao tuổi tác cũng lớn, xương cốt cơ bắp thượng quan Thương Hải không còn bằng như thời trẻ tuổi, một số nội thương của trước đây bị Tề Đẳng Nhàn liên tiếp đánh đòn mạnh như vậy giờ đều muốn dở chứng. Đây chính là khoảng cách giữa cao thủ đan kình và gặp thần bất hoại, loại người được nhắc đến ở vế sau có thể nhìn thấu mọi tình huống trong cơ thể, thậm chí có thể hồi phục sau mỗi tổn thương nhỏ nhất. Vừa vặn thượng quan Nguyên Cát ở bên cạnh ông ta không đắn đo suy nghĩ mà trực tiếp đẩy vai thượng quan Nguyên Cát đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Thượng quan Nguyên Cát chỉ có võ công tầm thường, tùy tiện tu luyện tăng cường thể chất mà thôi, đối mặt với cao thủ thần cấp giết người như cắt cỏ này của Tề Đẳng Nhàn, cả người hắn ta đều sững lại, chỉ cảm thấy sức mạnh thiên thần nào đang ép chặt mình, đũng quần ngay lập tức ẩm ướt. Chỉ là Tề Đẳng Nhàn không chút lưu tình, dưới tình huống tinh thần căng thẳng này, bất kỳ vật gì đến uy hiếp đều sẽ bị hắn dùng toàn lực đánh mà thôi. Đầu tiên Tề Đẳng Nhàn chọc vào mắt thượng quan Nguyên Cát, làm mù mắt hắn ta. Sau đó hắn dùng móng vuốt vân long cào nát cổ đối phương, vì để tránh đối phương trước khi chết phản kích, Tề Đẳng Nhàn lại dùng tuấn mã liêu vó trực tiếp đá vào hạ bộ đối phương.
Thượng quan Nguyên Cát đáng thương còn chưa hiểu tình hình đã phải chịu ba đòn chí mạng là chọc mắt, khóa họng, đá đúng quần, cú đá cuối cùng khiến cơ thể hắn ta bị bay lên cao và dầm một âm thanh lớn, hắn ta bị treo lên đèn lớn trên trần đại sảnh. Thượng quan Thương Hải nhìn thấy con trai mình bị Tề Đẳng Nhàn đánh chết, trong mắt ông ta lại không hề có một chút dao động, cơ thể ông ta lùi về phía sau, vươn tay chộp lấy một chiếc hộp nhỏ trên quầy. Ông ta vừa giơ tay lên thì cơ quan bên trong chiếc hộp chuyển động, ánh sáng màu bạc tràn ngập trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn sớm đã cảnh giác được, hắn dùng ve sầu thoát xác trực tiếp cởi áo khoác của mình xuống, nắm cái áo trong tay quạt như cối xay gió, ánh bạc ùn ùn kéo đến kia, toàn bộ đều bị quần áo quét đi. Tập trung nhìn kỹ, không ngờ lại là từng cây lông châu nhỏ. Lão già này được, không hổ là lão giang hồ, ngay cả loại ám khí này cũng có. Tề Đẳng Nhàn nhe răng cười, ba mục tiêu thì đã chết một rồi, tiếp theo chính là mục tiêu thứ hai. Cổ tay hắn không ngừng chuyển động, quần áo bị Tề Đẳng Nhàn hất ra, rồi nhanh chóng siết chặt lại. Do tốc độ quay cực cao, bộ quần áo bông xốp bị xoắn lại thành một cây gậy dài, hắn vừa đưa vai ra, cây gậy vải đã đánh vào ngực Thượng quan Thương Hải. Thượng quan Thương Hải không ngờ Tề Đẳng Nhàn còn bản lĩnh như vậy. Ông ta chỉ nghe nói qua năm đó Thái Cực Tông sư Dương Lộ Thiện ở trước mặt quyền quý kinh thành biểu diễn quyền pháp, đống quần áo ướt sũng vung thành cây gậy, chỉ bằng một cú đập đã làm nát gạch đá. Nhưng quần áo trong tay của Tề Đẳng Nhàn còn chưa dính một giọt nước nào, thế mà lại có thể vặn thành một cây gậy vải, đây là công lực cao đến mức nào đây? Thượng quan Thương Hải bị trúng chiêu vào ngực, quần áo bị vặn thành gậy vải cũng nổ tung thành từng mảnh nhỏ, nhưng Thượng quan Thương Hải cũng bay ngược về phía sau. Gia tộc gà cỏ chó má thượng quan các ông cũng muốn cản được hai người chúng tôi sao? Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, bước chân vẫn không dừng lại. Đoàng! Lưng của thượng quan Thương Hải bị va vào tường, khiến tường sụp xuống, miệng ông ta cũng phun ra máu, nhưng thượng quan Thương Hải không có cơ hội thở dốc, bởi vì Tề Đẳng Nhàn đã ở trước mặt ông ta. Ông ta giống lên một tiếng giận dữ, hai tay trong nháy mắt vươn ra, duỗi ra ngoài hết sức. Trong nháy mắt bắt được hai cánh tay của Tề Đẳng Nhàn. Những ngón tay ông ta định thuận thế dùng sức đâm xuống lại cảm thấy cơ bắp của đối phương căng cứng như thép. Tuy nhiên, sức mạnh ngón tay của Thượng quan Thương Hải thiên truy bách luyện đến mức dù làm bằng thép cũng có thể khoét được hai cái hố. Nhưng vào lúc này, khi ông ta phát huy sức mạnh, Thượng quan Thương Hải cảm giác được gân cốt của Tề Đẳng Nhàn trượt xuống, sức lực đó trong chớp mắt bị tuột đi. Tề Đẳng Nhàn nói với cha si rằng hắn đã nghe được 70% đến 80% phương pháp yoga mật tông và dù phần còn lại quan trọng đến đâu, hắn cũng có thể đoán được 8-9 phần. Đây không phải là dọa người, mà là nói thật, với trình độ võ công của hắn, cái gì cũng biết. Thứ hắn sử dụng lần này là tuyệt học của yoga mật tông. Khi ngón tay của Thượng quan Thương Hải lướt qua, cơ thể của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên phồng lên. Giống sức mạnh siêu nhiên có thể tăng giảm kích thước như ý muốn của đạo giáo. Hắn càng ngày càng cao, tay chân càng ngày càng dày, toàn thân vô cùng vạm vỡ, trong bụng có một tiếng gầm lên, hai cánh tay vặn vẹo, trong nháy mắt thoát khỏi tay Thượng quan Thương Hải. Thượng quan Thương Hải sợ hãi đến tái mặt, cảm thấy người trước mặt đã không còn có thể gọi là người nữa. Liều mạng. Thượng quan Thương Hải cũng biết đối phương tới đây vì kiếp trước. Cầu xin tha thứ là không thể, hắn vừa nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều bộc phát, hai lông mày nhuộm đỏ máu. Đó là do các mao mạch trong cơ thể vỡ ra, máu tràn ra ngoài da. Tề Đẳng Nhàn dùng hai chân to của mình cày đất, những viên gạch cẩm thạch lần lượt nứt ra, xi măng bên dưới cũng bị rỗ. Hắn như thần đi tới trước mặt Thượng quan Thương Hải, giơ tay lên, dùng lòng bàn tay đánh một chưởng vào ngực đối phương. Thượng quan Thương Hải liều mạng đưa tay ra chặn lại, nhưng lòng bàn tay của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên chuyển sang ngang, chuyển thành động tác nắm lấy tay Thượng quan Thương Hải hướng ra ngoài, theo sau bước một bước lớn, sau đó lại xoay tay thành động tác ngăn cản. Chiêu thức này khá giống thái cực quyền của Ngọc Tiểu Long trên chiến trường cổ đại. Tay biến thành khiên, chặn tay địch, búa biến thành dao, đánh trúng điểm yếu. Bùm! Một tiếng vang lớn như thiên thạch rơi xuống đất. Lưng của Thượng quan Thương Hải khom hẳn xuống, trên ngực gần như không có một chỗ nào lành lặn, toàn bộ xương cốt đều bị một cú đấm này đánh nát. Thân thể hắn sau đó bay xiên lên, đập mạnh vào tường,
làm tường nứt ra, người treo lơ lửng trên tường như một bức tranh. Thượng quan Thương Hải đã bị Tề Đẳng Nhàn đánh chết bằng một đòn bước lên, chặn và đập. Cùng lúc đó, Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng quay lại và nhìn thấy Tề Bất Ngữ đang chiến đấu hết mình với bốn đặc phái viên. Mặc dù công phu của Tề Bất Ngữ rất cao nhưng đồng thời đối mặt với bốn cao thủ cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng ứng đối. Lúc này, Tề Bất Ngữ đột nhiên nhảy dựng lên, như thể biến thành một lư mã băng qua đàn khê, hai chân ở trên không trung mãnh liệt tung ra những cú đá liên hoàn. Phi mã đạp yến này của ông là một đòn tàn khốc, ông ném mình lên không trung, nếu không giết được ai thì ông sẽ bị đánh chết. Nhưng ông dùng chiêu này vừa phải, bởi vì ông biết Tề Đẳng Nhàn đã giết chết Thượng quan Thương Hải. Tề Đẳng Nhàn giơ hai tay lên, ôm lấy đầu, sau lưng khom người, tựa như một con gấu già, đong đưa bả vai, liền xông thẳng vào, bất cứ nơi nào hắn đi qua đều để lại một mớ hỗn độn. Tề Bất Ngữ đối mặt với hai đặc phái viên, ông tung ra một loạt cú đá vào không trung, tổng cộng có ba cú đá, mỗi cú đá đều mạnh mẽ và nặng nề. Bùm! Một tên tự vệ được trước hai cú đá, nhưng với đòn cuối cùng, hắn ta bị đá trúng họng và chết tại chỗ. Nhưng Tề Bất Ngữ lúc này lại rơi xuống đất, khí huyết phản chấn, ba đạo đả kích bất đồng trong nháy mắt bao trùm lại. Lúc này Tề Đẳng Nhàn cũng đến, lao vào đám đông như một đoàn tàu, khiến họ văng ra xa nhau. Không cần nương tay, giết bọn hắn, Tề Đẳng Nhàn trầm giọng nói. Bốn người này rõ ràng đều là tử sĩ của gia tộc Thượng Quan, công phu lại cao như vậy, nếu không đánh chết, tất nhiên sẽ trở thành hậu hoạn, sau này bọn họ ẩn náu, ám sát những người có liên quan đến Tề Đẳng Nhàn, cục diện sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ thế cục lại đảo ngược, hai người liên thủ, còn lại ba người cũng không đủ. Trừ khi có ba cao thủ thực sự thì mới có thể chống cự được. Tề Bất Ngữ khẽ gật đầu, mở quyền ra, cánh tay phải của ông dường như từ trong nước biển vớt lên. Mang theo một cú đấm mạnh mẽ, chân trái bước về phía trước nửa bước, đấm ra ngoài. Ông không thể dùng băng quyền đánh chết địch nên đã tiến thêm nửa bước nữa và tung ra một cú đấm khác. Bảy chữ nửa bước dùng nắm đấm sụp đổ thiên hạ được diễn giải một cách sống động trong cơ thể ông. Tư thế của Tề Đẳng Nhàn cũng chuyển thành tam thể thức, phối hợp với uy thế của Tề Bất Ngữ tạo thành bước trước liên hoàn đấm đá, đồng thời sử dụng nắm đấm băng quyền để mở đường. Hai cao thủ thần cấp đã thông thạo công phu đến mức này bắt đầu chiến đấu cùng nhau, hai cha con đang đánh nhau bằng nắm đấm, sức mạnh khiến cả biệt thự rung chuyển theo gió và sét, như thể sắp có sấm và mưa. Trong số bốn đặc phái viên của đất, nước, gió và lửa, ba người đã gục ngã ngay lập tức. Tề Bất Ngữ quay đầu lại nhìn Tề Đẳng Nhàn, gật đầu hài lòng, rồi ra hiệu. Đi giết Thượng quan Hạo Nguyệt, sau đó lập tức rút lui. Tề Đẳng Nhàn nói. Tề Bất Ngữ cũng không nói lời nào, chỉ bằng một động tác bước chân, ông lao tới cửa với một tiếng huỵch, ba lần lên xuống, lấy thân pháp yến tử tam cầu thủy chạy đi hàng chục mét, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Ông còn phải chạy đến địa điểm cách đó hơn 20 km để chém đầu Thượng quan Hạo Nguyệt, người phụ nữ sắp kết hôn với một thiếu gia nào đó của gia tộc Rothschild. Những người còn lại của Thượng quan gia tộc chờ đợi, hoặc là ngây ngốc như gà gỗ, hoặc là trốn ở trong góc lạnh run. Cơ hồ mỗi một người đều bình thường. Tề Đẳng Nhàn vượt ngàn dặm đến nước Mỹ giết người, loại chuyện này quả thực quá ảo tưởng, nếu truyền ra, sẽ có rất ít người nguyện ý tin tưởng. Nhưng mà, bọn họ hết lần này tới lần khác gặp phải. Hơn nữa, còn trơ mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn đánh chết hai nhân vật trọng yếu là Thượng quan Thương Hải và Thượng quan Nguyên Cát, cái gọi là tứ đại đặc sứ được Thượng quan Thương Hải bồi dưỡng ra, cũng đều chết trong tay hai người. Hy vọng gia tộc Thượng quan sau này làm nhiều việc thiện, không cần làm những chuyện làm ăn thương thiên hại lý kia nữa. Nếu không, nắm đấm sắt của công lý sẽ lại xuất hiện. Hãy nhớ lời ta nói. Nếu ta đã có thể chạy đến nước Mỹ giết người, vậy các ngươi cho dù đi châu U hay Bắc Cực cũng không có tác dụng. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, dậm chân, phát ra một tiếng vo vo, giống như động đất, cả biệt thự đều rung chuyển. Lần này có một số người rụt rè tiểu tiện ngay tại chỗ. Hôm nay, những người trải qua chuyện này, phỏng chừng cả đời đều không thoát khỏi bóng ma do Tề Đẳng Nhàn và Tề Bất Ngữ mang đến. Nhất là cảnh Thượng quan Thương Hải bị đánh cho treo trên tường, càng là một sự cảnh cáo làm cho người ta đầu váng mắt hoa.
Tề, ông Tề, tất cả những điều này không liên quan gì đến chúng tôi. Tham gia vào những chuyện này đều là ý của Thượng quan Thương Hải. Đừng giết chúng tôi, có người suy sụp tinh thần liền bật khóc. Tề Đẳng Nhàn đứng trong gia tộc Thượng quan hơn 10 phút, hắn muốn tranh thủ thời gian cho Tề Bất Ngữ, có hắn ở chỗ này, những người này liền không dám đi báo tin. Quả nhiên, dưới ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn, các thành viên Thượng quan gia đều im lặng. Tề Đẳng Nhàn tính toán thời gian gần như không sai biệt lắm, liền nói, hy vọng các ngươi đừng để ta đến tìm các ngươi một lần nữa. Nói xong, hắn quay người, ngẫu nhiên chọn một đôi giày thể thao phù hợp trên giá giày, xỏ vào rồi rời khỏi biệt thự. Lúc trước hắn và Ngọc Tiểu Long tiêu diệt đội điểm xấu, bọn họ phải cẩn thận không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng bây giờ khi hắn bắt đầu làm những việc này, hắn có thể thoải mái thực hiện mà không phải lo lắng gì. Không lâu sau khi Tề Đẳng Nhàn bước ra khỏi biệt thự, hắn cảm thấy như đang bị theo dõi và cảm thấy ớn lạnh sau gáy. Ở Mỹ còn có cao thủ như vậy, hắn là ai? Có rất nhiều người có thể khiến Tề Đẳng Nhàn cảm thấy nguy hiểm, nhưng người có thể khiến hắn thấy sởn tóc gáy, có linh cảm về sự nguy hiểm thì lại rất ít. Cảm giác đó giống như bị hơn 10 khẩu súng bắt tỉa ngắm thẳng cùng lúc vậy. Cậu là ai? Đến Beverly Hills để giết người sao? Một người da trắng cao khoảng 1m9, trên người mặc áo khoác màu đen, phía trong là chiếc sơ mi màu xanh, phía dưới là quần jean, dưới chân là một đôi giày da bước ra. Trên mặt hắn để râu vàng, nhưng giọng nói lại đậm chất Hoa Quốc. Ông là ai? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười hỏi, lúc này hắn đã hóa thành một doanh nhân giàu có trắng mập. Người đàn ông da trắng đánh giá Tề Đẳng Nhàn từ trên xuống dưới, muốn chạy à? Tề Đẳng Nhàn nói, đồ ngu mới không muốn chạy. Ông gọi người tới rồi đúng không? Tôi không chạy đâu, chỉ sợ sẽ sớm bị bao vây thôi. Người da trắng nói, đúng vậy, muốn bắt hoặc giết loại người như cậu, nếu không nỗ lực thì không làm được. Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, đạp chân bụp một tiếng sau đó xoay người lại, một chiêu bạch xà phục thảo đập xuống đất, tiếp theo chiêu xà gà thảo được tung ra, một luồng khí mạnh vọt ra ngoài, sau khi luồng khí đó lao ra hơn 50 thước, hắn lại tung tiếp một chiêu xà giá phong, cơ thể Tề Đẳng Nhàn liền giống như một con rắn đang bay, nháy mắt bay ra ngoài hơn 100 thước. Thế nhưng, phản ứng của người da trắng giống như sắp đến giới hạn. Bả vai hắn run lên, cột sống rung như muốn nứt ra. Vốn dĩ hắn trông to lớn nhưng hành động lại nhanh như chớp. Người da trắng sử dụng tư thế như thân ngựa, dang rộng hai chân chạy hết tốc lực, gót giày da đập xuống đất phát ra âm thanh cộp cộp. Người da trắng này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Ông ta luyện tập cung phu của Hoa Quốc, đã vậy còn luyện tới cấp cao như thế. Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc trong lòng, người da trắng kia chỉ cách hắn chưa đầy 10 mét, và ông ta không hề bị thân pháp giống xà của hắn bỏ lại. Tề Đẳng Nhàn không nghĩ nhiều, một bước nhảy thẳng lên đỉnh tường. Nhưng vừa mới chạm tới đỉnh tường, hắn cảm thấy lồng ngực ớn lạnh liền đưa tay đặt lên mép tường xoay người đi. Đoàng! Một viên đạn sượt qua ngực hắn mang theo một luồng khí nóng rực khiến áo của hắn bị khoét ra một lỗ hổng. Người đó khá, là tay bắn tỉa hàng đầu, hơn nữa đối với cao thủ võ học còn có hiểu biết nhất định, nắm bắt thời điểm nổ súng rất chuẩn xác. Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu Tề Đẳng Nhàn, nhưng cơ thể không hề dừng lại, sau khi nhảy xuống đầu tường liền tung ra yến tử tam tịnh thủy. Chỉ thấy cơ thể hắn động 3 lần, 3 viên đạn lộp bộp rơi xuống, không hề bắn trúng hắn. Người da trắng phía sau trèo qua tường nhảy xuống đất, ngón tay cực kỳ linh hoạt, duỗi thẳng rồi búng nhẹ một cái, cả người ông ta liền tăng tốc lao ra ngoài. Lần này, ông ta như một vận động viên chạy nước rút xuất phát trong một cuộc thi Olympic. Cậu cố ý tới nước Mỹ của chúng tôi giết người, hơn nữa còn là người của gia tộc Thượng quan, lẽ nào chuẩn tướng Tề Đẳng Nhàn vừa mới phản quốc à? Người da trắng vừa đuổi theo vừa hỏi hắn. Cậu cũng không cần chạy, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút. Nếu cậu tình nguyện đầu quân cho nước Mỹ, chúng tôi có thể cấp thẻ tị nạn chính trị cho cậu. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha một tiếng, dậm chân một cái liền khiến đường xi măng nát bét, mũi chân hắn quét về phía sau. Đá vụn ảo bay về phía người da trắng như mưa. Người da trắng cởi áo khoác da của mình ra, dùng tay vung lên, toàn bộ chiếc áo như biến thành một chiếc khiên lớn, chặn toàn bộ đá vụn lại. Ông ta chạy đuổi theo về phía trước đã thấy Tề Đẳng Nhàn xoay người lại chờ mình. Phù!
Tề Đẳng Nhàn hít sâu một hơi, trong bụng phát ra tiếng cốc, hắn giơ nắm tay phải lên đánh vào mặt ông ta như một chiếc rìu lớn. Mắt người da trắng lóe lên, cơ thể đang lao nhanh đi của ông ta lập tức dừng lại, sau đó, ông ta khuỵu gối thả tay xuống đất, đúng lúc này, đột nhiên từ giữa thân ông ta bị kéo lên. Rầm. Hai người trực tiếp va vào nhau, người da trắng sắc mặt đỏ bừng, giật mình lùi lại vài bước. Tề Đẳng Nhàn thầm ngạc nhiên trong lòng vì lực đấm của bản thân thế mà lại không đóng đinh hắn tại chỗ, ngược lại còn đẩy lùi người về phía sau. Lần này, hắn chiếm thế thượng phong. Vì khi người da trắng cởi áo khoác vẫy vẫy đuổi theo hắn, hắn đã điều chỉnh lại nhịp thở tại chỗ, sau đó tung ra một cú đấm. Nói hắn tung ra toàn lực cũng không sai. Mà người da trắng vì vội đuổi theo, vội tiếp chiêu nên cùng lắm chỉ dùng 8 phần sức lực. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên thấy mấy đường màu trắng bay về phía cơ thể mình, hắn không cần nghĩ cũng biết có người đang bắn súng gây mê vào hắn. Hắn lập tức nằm xuống đất, tay và chân dùng nhện đạp nước, trong nháy mắt trượt ra ngoài. Nháy mắt cơ thể Tề Đẳng Nhàn vừa động liền thấy vài viên đạn gây mê bay tới, rơi xuống mặt đất. Vậy mà lại muốn bắt sống mình, thật thú vị, Tề Đẳng Nhàn nghĩ thầm trong lòng. Thân pháp của hắn liên tục không ngừng. Tiếp tục chạy như điên về phía trước, thế nhưng vì có người da trắng mạnh mẽ này xuất hiện phá đám vậy nên tiến độ cũng đã lệch khỏi lộ trình rút lui ban đầu. Người da trắng vẫn tiếp tục đuổi theo. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn đã ra khỏi Beverly Hills nhưng phía trước có một chiếc xe bán tải đang lùi chặn lối đi. Tề Đẳng Nhàn lại hạ thấp người xuống, lần thứ hai dùng yến tử tam tịnh thủy, cơ thể phập phồng vài cái liền chui qua gầm xe sau đó lướt qua. Người da trắng phía sau đuổi tới bên cạnh xe đột nhiên khép hai chân ra, đầu rũ xuống, cả người tạo thành một chữ nhất lớn, hai chân dán sát mặt đất trượt xuống dưới gầm xe, sau khi qua liền tiếp tục đuổi theo. Thật đáng kinh ngạc, người da trắng này chỉ sợ là một người luyện võ đến trình độ cao nhất. Nhưng mà, chuyện này đúng là không ngờ được, một ông già người Mỹ thế mà lại luyện cung phu của Hoa Quốc thuần thục đến vậy. Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc, đồng thời cũng có chút nể phục. Người da trắng vừa đuổi theo vừa cười lạnh nói, chuẩn tướng Tề, thiên la địa võng nào, cậu trốn không thoát đâu. Khi chạy qua một con đường, con người của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên co rụt lại, hắn cảm thấy có nguy hiểm cực kỳ lớn. Hai bên đường, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hơn 20 đại binh của nước Mỹ, trong tay mỗi người đều là súng tiểu liên MP5 cây có tốc độ bắn cực nhanh. Tách! Tiếng chốt an toàn được mở, tiếng súng liền vang lên liên thanh. Vũ khí hiện đại mãi mãi là thiên địch của võ nhân. Tề Đẳng Nhàn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi mưa đạn, nhưng dù cố thế nào thì trên người hắn vẫn trúng phải 3 viên. 3 viên đạn bắn trúng mép trên cánh tay trái, thắt lưng trái và đùi. Nếu là mình của trước kia, chỉ là đã chết rồi. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng, với làn mưa đạn dày như vậy, võ công dù có cao đến đâu cũng không thoát được. Người da trắng đuổi theo tới đây. Thấy vết máu trên mặt đất liền cười lạnh, cậu ta bị thương rồi, không thể chạy xa đâu, mau đuổi theo. Vài chục tên lính Mỹ lúc này đều trợn mắt há hốc mồm, nhiều đạn được bắn ra như vậy mà hắn vẫn có thể chạy thoát. Tên đó, rốt cuộc là thứ gì vậy? Tướng quân Clark, người này có lai lịch thế nào? Ông cho gọi nhiều cao thủ của CIA như vậy, thậm chí còn gọi cả đội biệt kích siêu của chúng tôi chỉ để đối phó với một mình hắn. Một sĩ quan không nhịn được hỏi. Clark mỉm cười, nheo mắt nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định phải giữ anh ta ở Mỹ. Một bậc thầy như vậy nếu không dùng được phải diệt bỏ. Tề Đẳng Nhàn thấy người da trắng kia không đuổi theo, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vết thương trên cơ bắp của hắn nhúc nhích, viên đạn trực tiếp bị ép ra ngoài, sau khi một chút máu đen chảy ra thì máu ngừng chảy. Vết thương không nghiêm trọng, nhưng chắc chắn không nhẹ. Nếu gặp lại người da trắng đó sẽ rất nguy hiểm. Tề Đẳng Nhàn nheo mắt. Cao thủ phá vỡ hư không, cao thủ nhìn thấy thần linh không tệ chính là thần của chính mình, hắn có thể điều khiển ngay cả một mao mạch, hắn dừng lại một chút, lập tức xử lý vết thương. Các tế bào ở vùng bị thương đang trải qua quá trình trao đổi chất với tốc độ cực nhanh, sẽ không mất nhiều thời gian để hình thành vảy. Khi điện thoại di động của Tề Đẳng Nhàn đổ chuông, hắn lấy ra thì thấy đó là tin nhắn của Tề Bất Ngữ, nói rằng Thượng quan Hạo Nguyệt đã bị giết. Điều này khiến Tề Đẳng Nhàn thở phào nhẹ nhõm,
ít nhất Tề Bất Ngữ không bị những kẻ đến từ Mỹ này nhắm tới. Người da trắng này có lai lịch như thế nào, lợi hại như vậy, chắc chắn không phải người vô danh. Tề Đẳng Nhàn đang nhàn nhã suy nghĩ, cảm giác được phía sau có người truy đuổi, phía trước chặn đường, nội tâm cũng có chút u ám. Người đàn ông da trắng này rất quen thuộc với các cao thủ võ thuật cùng cấp độ với anh ta đã sắp xếp việc truy đuổi mà không có bất kỳ dò gì nào, bây giờ trước mặt anh ta đã có một nhóm cảnh sát đang truy lùng. Hiệu quả chiến đấu của cảnh sát Mỹ đứng đầu thế giới trong số cảnh sát các nước. Dù sao ở Mỹ cũng thường xuyên xảy ra đánh nhau, cảnh sát là một nghề có độ rủi ro rất cao, không có kỹ năng thì làm sao có thể sống sót. Hơn nữa, cảnh sát ở đây sẽ không nổ súng cảnh cáo hay bất cứ thứ gì, một khi phát hiện bạn đang gặp nguy hiểm, họ sẽ lập tức rút súng ra và bắn. Họ thậm chí còn có quy định yêu cầu bạn phải bắn không chỉ một phát mà phải bắn ít nhất hai phát liên tiếp để hoàn thành phát bắn tiếp theo nhằm đảm bảo mục tiêu được bắn thành công và tránh bị mục tiêu tiêu diệt. Nhà họ Trần có nội gián sao? Hay là do vừa rồi bị người da trắng này đụng phải? Hiện tại không biết đường lui của nhà họ Trần có vấn đề gì hay không? Tề Đẳng Nhàn nghĩ thầm, mình có thể sớm cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nơi này cách đường rút lui quá xa, cho nên mình cần phải đến gần hơn. Hắn không cần phải lo lắng về Tề Bất Ngữ ở bên kia, nhìn như thế này, quân đội và cảnh sát của toàn bộ San Francisco đang truy lùng ông, với khả năng của Tề Bất Ngữ, nhất định ông có thể rời đi một cách dễ dàng. Vì cảnh sát Mỹ bắt đầu bố trí ùn tắc giao thông nên các phương tiện phía trước dần xếp thành hàng dài. Tề Đẳng Nhàn đi vòng quanh hai con phố, bất lực lắc đầu, đột nhiên hắn nhìn thấy một đoàn xe đang đi về phía trước. Mặc dù chiếc xe cuối cùng có dán phim đen nhưng hắn vẫn có thể nhìn thoáng qua những người bên trong xe. Không cần suy nghĩ, hắn trực tiếp đến gần đoàn xe đang chậm rãi tiến về phía trước, gõ nhẹ vào cửa sổ. Ha! Cửa kính ô tô hạ xuống, một khuôn mặt xinh đẹp đeo kính râm xuất hiện trước mặt hắn. Sao anh lại ở đây? Người phụ nữ mở miệng hỏi. Để tôi lên xe trốn một lúc, Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười. Người phụ nữ mở cửa xe mời hắn vào trong ngồi, sau đó ngạc nhiên nói, trận chiến lớn như vậy, đều là đang lùng bắt anh sao? Người lái xe phía trước không nhịn được mà quay đầu lại tò mò nhìn nó rồi nói, phu nhân, nếu chúng ta gặp rắc rối như vậy. Cứ yên tâm lái xe đi, lần này chúng ta đến thung lũng Silicon để làm ăn với người Mỹ, họ không có lý do gì để lục soát xe của thần tài. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Người phụ nữ này chính là tôn phu nhân của tài phiệt Thượng Tinh. Tôn Dĩnh Thục trầm giọng nói với tài xế, anh làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, lái xe cho tốt là được. Vâng, thưa bà, người tài xế đồng ý. Sau khi Tề Đẳng Nhàn lên xe, hắn thở phào nhẹ nhõm, lấy chai nước trong tủ lạnh ô tô ra, mở ra uống một ngụm. Tôn Dĩnh Thục nói, sao anh lại chạy đến Mỹ Quốc? Tôi còn tưởng rằng anh sẽ ở Nam Dương. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, tôi đến Mỹ để giết người, khi đó tôi đã gặp phải một người đàn ông da trắng rất tuyệt vời, bây giờ họ đang tìm kiếm tôi khắp nơi, chỉ cần đưa tôi ra khỏi vòng phong tỏa. Tôn Dĩnh Thục kéo vách ngăn trong xe lên, vừa kéo vách ngăn lên, người phía trước không nghe được người phía sau nói gì. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn vẫn đầy máu, Tôn Dĩnh Thục không khỏi ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô, đây là một người đàn ông cứng rắn, bất khả xâm phạm. Hắn luôn là người chăm sóc người khác, hiếm khi thấy hắn đang gặp phải rắc rối như vậy. Yên tâm, chúng ta là tài phiệt Thượng Tinh, Tôn Dĩnh Thục nói. Giọng nói vừa dứt, chiếc xe dẫn đầu đã dừng lại, sau đó bắt đầu kiểm tra tình hình bên trong xe. Sắc mặt của Tôn Dĩnh Thục cứng đờ, còn chưa nói xong đã bị tát vào mặt, thật sự là xấu hổ. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn cũng có chút kỳ lạ. Nói, người da trắng muốn đối phó với tôi này chắc chắn có lai lịch không hề đơn giản, tài phiệt Thượng Tinh của các người chưa chắc có thể trấn áp được tên da trắng đó. Sau khi kiểm tra xong chiếc xe dẫn đầu được cho ra khỏi trạm kiểm soát. Tôn Dĩnh Thục vòng tay qua cổ Tề Đẳng Nhàn, nghiến răng nghiến lợi nói, nào, hôn tôi đi. Cô đang làm cái gì vậy? Tề Đẳng Nhàn hoảng sợ. Tôn Dĩnh Thục trực tiếp cởi áo khoác. Sau đó kéo quần áo bên trong xuống, để lộ bờ vai trắng nõn. Tề Đẳng Nhàn còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã trực tiếp bị Tôn phu nhân chiếm tiện nghi. Lúc này,
Hai cảnh sát Mỹ đi tới bên xe, trịnh trọng nói, mời mở cửa sổ, phối hợp kiểm tra. Khi tài xế hạ cửa sổ xuống, họ nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục đang ôm một người đàn ông, ôm đầu và gặm nhấm điên cuồng. Anh đang làm gì vậy? Anh đang muốn tìm cái chết à? Tôn Dĩnh Thục giả vờ ngạc nhiên, sau đó ngẩng đầu lên giận dữ hét lên. Ồ, xin lỗi, hai cảnh sát nhìn thấy trận chiến vội vàng quay đầu lại, ho khan một tiếng rồi thả họ đi. Họ cũng biết rằng đây là đoàn xe của Tài Phiệt Thượng Tinh, người ngồi trong xe là bà Tôn, một thành viên cấp cao của Tài Phiệt Thượng Tinh. Hơn nữa, lần này Tài Phiệt Thượng Tinh đến thung lũng Silicon để bàn chuyện kinh doanh với một số thủ đô hùng mạnh ở nước Mỹ nên không dễ gì xúc phạm. Làm sao bà Tôn có thể lên xe với kẻ chạy trốn mà Clark đang truy đuổi và làm chuyện như thế này? Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng cảm thấy chuyện này không thể nào. Tôn Dĩnh Thục tức giận đóng cửa sổ, mở vách ngăn, mắng tài xế phía trước, anh có làm được nhiệm vụ của mình không? Nếu không thì về nước đi. Tài xế vội vàng nói, xin lỗi, thưa bà. Hai người cảnh sát thấy vậy không dám nói gì, vội vàng cho đoàn xe đi qua. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt một lát, sau đó kinh ngạc nói, ồ, còn có thể như vậy sao? Tôn Dĩnh Thục thở phào nhẹ nhõm, thấy Tề Đẳng Nhàn đang nhìn mình chằm chằm, lập tức trợn mắt nói, anh đang nhìn cái gì vậy? Tên cẩu nam nhân này. Vừa nói, cô ta vừa với tay lấy dây đeo vai rồi đi lấy áo khoác. Tề Đẳng Nhàn cười nói, đương nhiên là bởi vì đẹp mới nhìn, nếu không đẹp, tại sao tôi lại phải nhìn chứ? Khuôn mặt Tôn Dĩnh Thục cũng đỏ bừng, vừa định nói chuyện thì phát hiện Tề Đẳng Nhàn đã lặng lẽ đóng lại vách ngăn phía trước và phía sau. Anh đang làm gì vậy? Tôn Dĩnh Thục giật mình, kinh ngạc hỏi. Không có gì, cứ tiếp tục chuyện vừa rồi đi, vừa rồi đột nhiên quên lẻ lưỡi, Tề Đẳng Nhàn ngượng ngùng nói. Tôn Dĩnh Thục mở to mắt, muốn đá cái tên đẩy này ra khỏi xe. Tôn Dĩnh Thục cảm thấy chuyện ngay cả tới nước Mỹ rồi mà cũng có thể gặp được Tề Đẳng Nhàn thì đúng thật là oan gia ngõ hẹp trong định mệnh. Cô muốn có phương thức liên hệ mới nhất của Tề Đẳng Nhàn xong rồi mới đưa cho hắn địa điểm được chỉ định. Tôn phu nhân, sự việc lần này cảm ơn cô đã hỗ trợ giải vây. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói. Anh phải cẩn thận chút chứ, chuyện anh đồng ý với tôi còn chưa làm được đâu. Tôi cho anh mượn ô còn chưa được trả lại đâu. Tôn Dĩnh Thục nhàn nhạt nói. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, cái ô kia hả, mất rồi. Tôn Dĩnh Thục bực bội nói, chiếc Rolls Royce kia tôi mới mua, ngày thường muốn dùng cũng không có cơ hội. Anh nói mất là mất hả? Tề Đẳng Nhàn nói, lưu lại cái kỷ niệm thôi mà, dù sao đó chính là lần đầu tiên cô vì người khác mà phấn đấu quên mình. Sắc mặt Tôn Dĩnh Thục đỏ lên, trực tiếp rút kính râm ra đeo lên, nói, anh mau cút đi. Không cần phải ở lại nước Mỹ nữa đâu, nơi này đối với anh mà nói rất nguy hiểm. Nếu anh thật sự không lăn lộn nổi nữa thì có thể liên lạc với tôi có thể đảm bảo cho anh ở Triều Tiên được bình yên vô sự không có việc gì. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay ôm cô một cái, bảo trọng. Nói xong lời này, hắn xoay người rời đi. Tôn Dĩnh Thục nhìn bóng dáng hắn thở dài, hiện tại Tề Đẳng Nhàn ở nước Mỹ chẳng khác nào chuột chạy qua đường cả. Đối với cô mà nói thì càng đừng nhắc tới chuyện có giá trị gì hết. Nhưng mà cô vẫn rất nguyện ý hỗ trợ hắn. Cô cảm thấy bản thân mình không hề giống mình lúc trước vẫn luôn mang theo tư tưởng ích kỷ nữa. Ngàn vạn phải bảo trọng đấy, Tôn Dĩnh Thục nghĩ thầm. Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng leo lên phi cơ quay về Myanmar, vừa lúc sau khi hắn leo lên được phi cơ 15 phút thì toàn bộ nước Mỹ lập tức nổ tung. Trần Ngư sau khi nhận được tin tức thì khóe miệng cũng phải run rẩy. Này mẹ nó, anh giết ai thì cứ giết đi, sao phải làm thịt luôn cả vị thiếu gia Jimmy của chi nhánh của gia tộc Rothschild kia làm gì? Mắt kính trên mũi của cô cũng suýt nữa rơi xuống, cảm thấy đầu lưỡi cũng có chút tê dần. Cô là người giúp Tề Đẳng Nhàn sắp xếp chuyến đi tới nước Mỹ lần này, nếu như bị người ngoài biết được thì Trần gia sẽ gặp phải phiền toái cực lớn rồi. Thực tế thì người động thủ giết chết Thượng quan Hạo Nguyệt là Tề Bất Ngữ, đến nỗi hắn vì sao phải thuận tay giết chết luôn Jimmy thì cũng chỉ có hắn biết. Tin tức nhân vật trọng yếu của gia tộc Thượng quan bị Tề Đẳng Nhàn vượt qua vạn dặm tiến vào nước Mỹ giết chết truyền đi nhanh chóng ồn ào huyên náo, tới nỗi cao tầng của hai đại thế lực là Long Môn và Hồng Bang cũng phải đánh tiếng hỏi.
Sau khi Ngọc Tiểu Long biết tin tức này thì cơ mặt cứng đờ tầm 2 phút mới trở lại bình thường, hung hăng xoa xoa mặt của mình rồi cười khổ nói, thật là to gan lớn mật mà, làm gì mà ngay cả người của gia tộc Rothschild cũng giết không biết. Tuy rằng gia tộc Rothschild bỏ lỡ chuyện nước Mỹ quật khởi, ngã xuống khỏi chiếc ghế gia tộc tài phiệt lớn nhất thế giới nhưng chung quy lại cũng có lực ảnh hưởng không hề nhỏ. Tuy rằng Jimmy chỉ là người thừa kế của gia tộc chi nhánh ở nước Mỹ nhưng dù sao cũng là một người ở trong gia tộc lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì chỉ sợ hắn sẽ không đơn giản là bị truy nã ở Hoa Quốc nữa mà sẽ thành phần tử khủng bố toàn cầu như dâu xồm thôi. Lòng Ngọc Tiểu Long tràn ngập bất đắc dĩ. Tề Đẳng Nhàn cũng không biết vì sao trên thế giới này từ trước đến nay vẫn luôn là con hố cha, nhưng đến lượt hắn lại gặp phải cảnh cha hố con như vậy. Tề Bất Ngữ trở về trước Tề Đẳng Nhàn một bước, sau khi quay lại nhà tù U Đô thì đã thấy Tham Lang hứng thủ hừng hực chạy ra nghênh đón. Mấy ngày này anh ta được đặc cách cho phép lên mạng nên cả ngày đều ngâm mìn ở trong văn phòng xem mấy trang web của thế giới ngầm, tự nhiên cũng có chú ý tới chuyện này. Đại đương gia, ngài và nhị đương gia uy mãnh quá rồi, chém đầu một nhà ba người nhân vật trọng yếu của gia tộc thượng quan thì không nói, thế mà còn chơi chết luôn cả tiểu thiếu gia của chi nhánh của gia tộc Rothschild. Tham Lang cua tay múa chân một hồi, bản thân anh ta chính là một cái tên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tề Bất Ngữ ngẩn người. Đầy đầu hỏi chấm. Công phu của nó đã cao như vậy rồi, hẳn là sẽ không có việc gì. Trong lòng Tề Bất Ngữ nghĩ nghĩ rồi xoay người đi về hướng văn phòng của mình. Lúc đó khi ông đi giết thượng quan Hạo Nguyệt vẫn luôn có một người da trắng trẻ tuổi cứ luôn ở bên cạnh ông lải nhải xong còn chỉ huy cho Bảo Tiêu có mặt ở đấy nổ súng đánh ông. Ông không kiên nhẫn nên mới tiện tay đánh người ta một quyền vỡ luôn đầu. Lúc đó ông còn tưởng rằng người thanh niên trẻ tuổi da trắng đó chẳng qua chỉ là một tổ trưởng trong đội bảo an gì đó, nào có nghĩ được người ta lại có thân phận như vậy đâu. 1 tỷ USD treo thưởng A, này đúng là phá luôn kỷ lục thế giới rồi. Hơn nữa bên gia tộc Rothschild còn bỏ ra đủ các thể loại chỗ tốt, hiện tại chỉ sợ không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào đầu của nhị đương ra đấy. Tham Lang hưng phấn nói, phải biết rằng tôi đây là đại ma đầu. Có giết thêm 3 người nữa thì cũng chỉ có giá 500 triệu là nhiều lắm rồi. Tề Bất Ngữ nhíu nhíu mày, quay đầu quăng ra một quả đấm. Tham Lang sợ tới mức run bần bật, ngượng ngùng cười cười, đại đương gia, đây không phải là do tôi quá hưng phấn hay sao? Không có ác ý gì hết cả, hơn nữa đây cũng là minh chứng cho bản lĩnh của nhị đương gia mà. Tề Bất Ngữ tức giận tới nỗi mí mắt rung rung, hừ lạnh một tiếng, tạm thời buông tha cho anh ta. Tề Bất Ngữ trở lại văn phòng, gõ địa chỉ web của trang web của thế giới ngầm, dùng tài khoản của Tham Lang để đăng nhập vào. Vừa mới vào đã thấy, quả nhiên toàn bộ diễn đàn đều đang thảo luận rất sôi nổi. Một cái hashtag được ghim lên đầu, đúng là nội dung gia tộc Rothschild treo giải thưởng 1 tỷ USD. Tề Bất Ngữ cực kỳ đau đầu xoa xoa đầu của mình, cũng cảm thấy cái này có hơi phiền toái. Không nghĩ tới mình chỉ tiện tay đập chết một người thôi mà có thể mang lại phiền toái lớn như vậy cho Tề Đẳng Nhàn. À, nếu việc này mà để cho mẹ nó biết được thì không phải là mình đây sẽ bị đánh chết sao? Trong lòng Tề Bất Ngữ hiện lên một ý niệm như vậy. Tề Đẳng Nhàn bị lão cha nhà mình đội cho cái nồi to như vậy vẫn còn không biết gì khi leo lên phi cơ. Thẳng đến khi nhìn thấy Trần Ngư, nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của cô thì mới kỳ quái hỏi một câu, có chuyện gì thế? Trần Ngư bực bội nói, chuyện gì xảy ra? Anh vẫn còn mặt mũi hỏi tôi câu đó à? Không phải anh bảo là đi giết người của gia tộc thượng quan thôi sao? Tề Đẳng Nhàn nói, đúng vậy. Nhân vật trọng yếu của gia tộc thượng quan đều bị giết hết rồi, có vấn đề gì sao? Trần Cá tức giận tới mức nhảy dựng lên. Hít sâu vào một hơi rồi nói, anh giết bọn họ thì không sao cả, nhưng vì cái gì anh cứ phải thuận tay giết luôn cả Jimmy thế? Anh không biết người ta là người thừa kế của chi nhánh của gia tộc Rothschild ở nước Mỹ hả? Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì sửng sốt một chút, nói tôi, cái gì? Lời nói được một nửa hắn mới phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên hỏi, mẹ kiếp, tôi bị cha tôi hố rồi hả? Anh có ý gì? Trần Ngư hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ là cũng không để ý lắm. Trần Ngư duỗi tay véo một cái ở trên mặt Tề Đẳng Nhàn, bực bội nói, không có việc gì.
Đường Anh đi tới nước Mỹ là nhờ Trần gia chúng tôi. Đường Anh lui lại cũng là Trần gia chúng tôi đấy. Tề Đẳng Nhàn bị Trần Ngư đuổi theo đánh cho một trận khiến hắn có chút ngượng ngùng. Là hắn để Trần Ngư tìm đường cho hắn tới nước Mỹ, đường lui về cũng là do Trần Ngư sắp xếp. Nên tình trạng trước mắt của Trần gia thật sự có chút không ổn lắm. Bên trong Nam Dương phong vân nổi lên, thế lực đối địch ở Hoa Quốc bên này mài đao soàn soạt, tùy thời đều chuẩn bị xẻo thịt từ trên người bọn họ xuống. Nếu lại phát sinh xung đột với gia tộc Rothschild nữa thì thật sự khiến người cực kỳ đau đầu. Đừng lo lắng, loại gia tộc hạng ba như Rothschild có thể mang đến vấn đề to như nào chứ, huống hồ gì Trần gia các cô không phải là cũng không bị lộ sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Cái gì gọi là vấn đề gia tộc hạng ba mang tới không lớn? Trước khi nước Mỹ quật khởi thì người ta tốt xấu gì cũng thuộc hạng quan trọng nhất thế giới, cho dù hiện tại có ngã xuống thì cũng có nội tình thâm hậu. Trần Ngư tức giận không tả được, dù sao thì cũng rất ít khi nhìn thấy cô tức giận như vậy. Vừa hay lúc này Đồ Tể từ ngoài sân tiến vào, nói, nhị đương gia, tôi nghe nói anh đánh vỡ đầu chó của cái tên người thừa kế của chi nhánh của gia tộc Rothschild ở nước Mỹ hả? Biểu tình của Tề Đẳng Nhàn cứng đờ một chút, này mẹ nó thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm mà. Chẳng lẽ hắn có thể nói là chuyện này không phải do hắn làm, là do đại đương gia làm sao? Hiển nhiên là không thể. Hiện tại hắn tả hữu đều phải cõng cái mũ phản quốc, nợ nhiều không sợ nặng thân, nhưng Tề Bất Ngữ thì khác, nếu mà hiện giờ nói ra thì chỉ sợ ông cũng phải chạy đi tới chỗ khác tị nạn. Nhị đương gia mạnh thật đấy, người nào cũng dám giết. Sau khi sát thần nghe thấy thì chỉ sợ cũng phải bái ngài làm đại ca đấy. Đồ Tể nhếch miệng ngân nga vài câu, nếu nói trong lời không mang theo ý vui sướng khi người gặp họa thì Tề Đẳng Nhàn hắn không tin. Trần Ngư cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở phì phò ngồi xuống ghế, uống liền một hơi ba chén trà lạnh khiến đầu lưỡi cũng phải tê dại rồi mới nghiêm túc tự hỏi. Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống ở trước mặt cô. Nói cô cũng đừng lo lắng quá làm gì, công ty bên đó của tôi đã liên lạc để kéo quan hệ với tập đoàn tài chính Đông Liên rồi, chỉ là một người thừa kế của gia tộc chi nhánh Rothschild thì tính là cái gì? Nếu đến lúc đó Trần gia thật sự không chống đỡ được nữa thì tôi chắn phía trước là được. Trần Ngư vẫy vẫy tay nói, hiện giờ không phải là lúc để nói mấy lời đó. Tôi sẽ lập tức sắp xếp người xóa sạch mấy dấu vết còn lại, một khi chuyện này liên lụy tới trên người của Trần gia thì sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Anh phải biết rằng nhìn chằm chằm vào Nam Dương không chỉ có nước Mỹ mà còn có Triệu gia bên kia nữa, cũng như châu Âu bên kia càng là như hổ rình mồi. Nếu chuyện này một khi truyền ra ngoài thì những người có dã tâm đó ở châu Âu càng có lý do hoàn mỹ để nhúng tay vào chuyện ở Nam Dương. Đến lúc đó, chỉ cần Rothschild tùy tiện tìm một chút phiền toái, lại bán ra một số cổ phần nữa thì sẽ có rất nhiều người nguyện ý đâm đầu vào làm tay đấm cho bọn họ. Tề Đẳng Nhàn cười nói, ngại quá, tại tôi lúc đó xuống tay quá nặng, không nghĩ quá nhiều. Trần Ngư trực tiếp trợn trắng mắt lên liếc hắn một cái. Đồ Tể ở một bên lại vui sướng khi người gặp họa, nói, đầu của ngài còn bị cái gia tộc này treo thưởng lên tới 1 tỷ USD, chỉ cần hành tung của ngài bị tiết lộ thì sát thủ sẽ che trời lấp đất tiến tới giết ngài. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, Hồng Thiên Đô treo giải thưởng cũng không thấp, người ta tiêu dao thật đấy. Chút việc nhỏ này không cần phải để ở trong lòng, ái dám nhận giải thưởng tới tìm tôi thì tôi có thể tiện tay đưa người ta đi gặp Thượng Đế trước thời hạn. Chỉ là, nói qua nói lại thì lần này ở nước Mỹ tôi gặp phải một người nước ngoài rất lợi hại, là một người da trắng, nói thông thạo được tiếng phổ thông của Hoa Quốc, võ công cũng cao đến dọa người. Suýt chút nữa thôi tôi đã bị hắn giết chết ở nước Mỹ rồi. Trần Ngư kinh ngạc nói. Với võ công hiện tại của anh mà còn suýt chút nữa bị một người nước ngoài giết chết ở nước Mỹ. Anh đang nói đùa có phải không? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, tôi muốn chạy thì một mình hắn không thể ngăn cản tôi được, nhưng có vẻ như hắn hiểu rất rõ cách hành động của chúng ta cho nên đã bố trí từ trước rồi. Để mấy chục người vác súng tự động bắn, chỉ cần chậm nửa giây thôi là chỉ sợ tôi không thể về được rồi. Đồ Tể nói, thật ra thì tôi đã từng nghe nói qua về việc nọ. CIA của nước Mỹ có một bộ phận gọi là cái gì mà DS, tụ tập tất cả tinh anh trong tinh anh trên thế giới, nghe đồn thủ lĩnh của bọn họ là người mạnh nhất trên thế giới này. Chỉ là khi đó tôi cũng không để tâm lắm, chỉ nghe rồi cười nhạo thôi,
dù sao nước Mỹ bên đó cũng rất thích khoác lác mà, cái gì cũng quảng cáo dùm beng lên chính mình là đệ nhất thế giới. Hiện tại nghĩ lại thì có phải cậu đụng đồ tiền thủ lĩnh đó rồi hay không? Trần Ngư nhướng mày, nói, DS, chúng thần. Sao tôi chưa từng nghe nói tới nó thế? Đồ tể nói, đây là một tổ chức bí ẩn, tôi cũng chỉ nghe phong thanh từ mấy tin tức vỉa hè thôi, còn việc này có phải sự thật hay không thì lại là cách nói khác. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói người này là người mạnh nhất thế giới thì cũng không hẳn hoàn toàn là thổi phồng lên đâu. Võ công của người này ít nhất cũng phải tới cảnh giới bất khả chiến bại rồi, hắn ta tiếp nhận một quyền dùng toàn bộ sức lực của tôi mà không những không bị làm sao, ngược lại là tôi còn bị đẩy lùi thì có thể thấy được công lực thâm hậu ra sao. Đồ tể nghe răng cười, nhị đương gia, cậu đừng thổi phồng lên nữa, để đại đương gia nghe được lại không treo ngài lên đánh chắc. Nhận của cậu một quyền mà thôi, cũng có gì khó đâu, là tôi thì tôi cũng làm được. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, ồ, nếu không thì thử xem. Đồ tể nói, thử xem thì thử, chỉ là chúng ta nên đánh cược cái gì đó mới kích thích. Tề Đẳng Nhàn nói, được đấy. Nếu cậu không lật đổ được tôi trong một quyền toàn lực thì coi như tôi thắng, sau đó cũng không được đánh thêm nữa. Hơn nữa, cậu cũng phải thành thành thật thật bị tôi kéo tới quân doanh treo lên 3 tiếng đồng hồ. Trong ánh mắt của đồ tể lập lòe hung quang, cảm thấy thời điểm để mình báo thù cuối cùng cũng tới rồi. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi gật đầu, nói, có thể, vậy ông đã chuẩn bị tốt chưa? Trần Ngư ở một bên xem không biết nên nói gì. Đây là người nào vậy chứ? Mới vừa đánh chết một người khó giải quyết xong, lúc này lại giống như không có việc gì cả tiếp tục bàn luận nữa hả? Tới, đồ tể không nói hai lời, đột nhiên triển khai một bộ ngựa ngồi xổm xuống, dồn khí vào đan điền. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một màn này thì hai mắt hơi nhướng lên, cái tên mập chết tiệt này, công lực có tiến bộ, luyện tới đan kính, khó trách lại dám kiêu ngạo như vậy, muốn báo thù. Chân phải của hắn bước lên phía trước trà sát, triển khai ba kiểu chữ, sau đó hít vào một hơi thật sâu, trong bụng phát ra âm thanh tiếng ếch kêu, hơn nữa trong lòng bàn tay cũng bắt đầu sung huyết. Đây là phối hợp giữa bạo kim đan và câu thiểm kính. Trần Ngư ngay lúc này lại lùi về một bên, cái chuyện bị dọa tới nỗi muốn tiểu ra quần này cô không nghĩ muốn trải nghiệm lại thêm lần nữa đâu. Tề Đẳng Nhàn một khi ra chiêu có thể mang tới cho cô một loại khí chất nghiễm nhiên không thể xâm phạm, tựa như thiên thần. Tới đây, đồ tể cười dữ tợn nói. Mũi chân của Tề Đẳng Nhàn di trên mặt đất một chút, cả người lập tức nhanh như điện hướng về phía đồ tể, hai chân luân phiên nhau, tốc độ cực kỳ nhanh khiến toàn bộ cát bụi trong sân cũng phải bay lên. Hắn vừa tới khu vực phụ cận thì nhấc tay phải lên, một quyền dùng toàn lực lập tức hạ xuống từ trên đỉnh trán của đồ tể hạ xuống. Vì phách quyền là chiêu thức nhập môn cơ bản trong quyền pháp hình ý, phàm là luyện hình ý thì đều phải luyện phách quyền cho nhuần nhuyễn đã. Đồ tể kêu rên một tiếng, dùng lại chiêu thức khi Tề Đẳng Nhàn gặp được người da trắng Clark lúc ở nước Mỹ kia, tay phải rũ xuống đất sau đó kéo một cái, nắm tay hướng về không trung đánh tới. Đây là chiêu thức trùng thiên pháo trong thái cực quyền. Nắm tay va chạm, sắc mặt của đồ tể trắng bệch trong nháy mắt. Dữ tợn trên mặt đều đang điên cuồng run rẩy. Ngay sau đó, đầu gối của ông ta mềm nhũn xuống, thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy trên đầu mình tựa như bị cắm một cây đinh to lớn, ghim cả cơ thể của mình chặt chẽ ở trên mặt đất. Phản ứng đầu tiên của đồ tể chính là không thể tin được, phản ứng thứ hai mới là hoảng sợ. Hiện tại ông có còn cảm thấy là ông thì ông cũng có thể chịu được hay không? Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm hỏi. Duỗi tay vỗ vỗ trên cái mặt béo của đồ tể. Đồ tể hít sâu vào một hơi, nói, nhị đương gia, công lực này của cậu sợ là sắp đuổi kịp cả đại đương gia luôn rồi đi. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu nói, sau trận chiến với Hồng Thiên Đô lúc đó thì đã sở tới được bình cảnh, sau đó thì thuận lý thành trương nắm giữ được huyền bí thấy thần không xấu. Phải qua một lúc lâu sau đồ tể mới miễn cưỡng bỏ dậy được từ trên mặt đất, cảm giác hai chân vẫn còn tê tê thì nói. Như vậy xem ra người da trắng kia đích xác cực kỳ lợi hại, hơn phân nửa cũng là cao thủ thấy thần. Một kích toàn lực vừa rồi kia của Tề Đẳng Nhàn đã khiến ông khắc sâu cảm nhận được lực lượng ở trong đó. Tề Đẳng Nhàn triển khai tư thế, sau đó lại bật hơi điều tức bùng nổ toàn lực đánh một kích kia xuống, cho dù có là cao thủ đứng đầu đan kính thì cũng đều sẽ bị đánh tới mức quỳ gối xuống.
Huống hồ gì đồ tể còn chưa đạt tới được trình độ đó. Hàn huyên với đồ tể chưa được vài câu thì điện thoại của Tề Đảng Nhàn đã bị hai người Gusinski và Vinogradov trước sau gọi tới. Bọn họ đều tới tìm Tề Đảng Nhàn để xác định lại chuyện này, hỏi xem có phải do hắn đập chết Jimmy hay không. Tề Đảng Nhàn đối mặt với mấy câu hỏi ý này đó cũng chỉ có thể luôn miệng thừa nhận, không có cách nào mà, do lão cha của mình đánh chết người, nếu không chẳng nhẽ lại để lão cha cũng lâm vào khốn cảnh một bước đi không nổi sao. Tiếp xong mấy cuộc điện thoại thì Tề Đảng Nhàn cũng cảm thấy có chút phiền, đầu có hơi đau. Hiện giờ anh biết lớn chuyện rồi hả? Lúc đó xuống tay sao anh không tự mình suy xét lại một chút? Trần Ngư nhìn Tề Đảng Nhàn, cười lạnh nói một câu. Nếu chuyện này đã xảy ra rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa làm gì. Tề Đảng Nhàn chậm rãi đáp, nhìn qua chính là bộ dáng chẳng hề để ý tới. Trần Ngư thở dài nói, vượt qua vạn dám giết người, chém đầu gia tộc thượng quan đúng thật là rất uy phong khí phách, cũng quyết đoán 10 phần. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là anh giết chết người không nên giết. Tề Đảng Nhàn nói, cô cứ xử lý mọi chuyện đầu đuôi sạch sẽ đi, tôi bên này cô cứ yên tâm. Tuyệt đối ngậm chặt miệng không đề cập chữ nào liên quan tới Trần gia đâu. Đồ tể bỗng nhiên cười hì hì xen mồm vào, nói, nhị đương gia, có chuyện này tôi quên nói cho cậu, mấy ngày nay cậu đi nước Mỹ bên kia, Chu Quang Vinh có tới tìm tôi. Tề Đảng Nhàn nghe thấy lời này thì đôi mắt hơi híp lại mang theo một chút sát ý. Mà sát ý này đương nhiên là nhắm vào đồ tể. Trần Ngư nghe thấy lời đồ tể nói thì ngẩn ra một lúc. Sau đó trong lòng cũng tạc mau lên. Hắc, tên mập chết tiệt này, cái bản tính này của ông cũng tinh tế đấy. Vừa rồi nếu tôi không đánh cho ông ngã trên mặt đất thì có phải ông định chuẩn bị phản bội tôi hay không? Tề Đảng Nhàn cười tủm tỉm duỗi tay vuốt cái đầu chó của đồ tể, hỏi một câu. Đồ tể nói, nào có, tôi đối với nhị đương gia vẫn luôn trung thành và tận tâm. Lời nói trung thành và tận tâm này của đồ tể chẳng khác nào như chó đang nói tôi nhất định sẽ không ăn cứt vậy, đều không đáng tin giống nhau, loại người từ nhỏ đã lăn lê bò lết ở hoàn cảnh như vậy như ông ta có rất nhiều tâm tư nhỏ, nhưng nếu không có nhiều tâm tư nhỏ như vậy thì không thể nào sống thọ được cho tới bây giờ. Sau khi thượng quan Kinh Đào bị cậu giết chết, tôi chỉnh hợp lại đội quân của hai nhà Mạc Khang và Khải Hoàn thì ông ta tìm tới cửa, nói là muốn hợp tác với tôi. Còn có thể cho tôi các loại tài nguyên và vũ khí mà tôi muốn. Đồ tể nói. Tề Đảng Nhàn một bên vuốt ve đầu chó của đồ tể, một bên cười lạnh nói, không nghĩ tới Chu Quang Vinh này lại hào phóng như vậy đấy. Đồ tể nói, vì ổn định ông ta nên tôi đã đồng ý với ông ta rồi. Hôm nay, nếu không phải Tề Đảng Nhàn phô bày ra vũ lực cá nhân tuyệt đối cường đại thì chỉ sợ đồ tể sẽ không bao giờ nói ra chuyện này với hắn. Hiện tại tay ông ta cầm quyền to, thuộc hạ bên dưới có mấy vạn người đều võ trang đầy đủ, còn có Tề Bất Ngữ xa cuối chân trời nên căn bản là ông ta không sợ. Nhưng có một người gọi Tề Đảng Nhàn rồi lại thêm một người tên Tề Bất Ngữ nữa thì lại có chút khủng bố. Đồ tể không phải Sở Vô Đạo, cũng chẳng có giao tình gì quá lớn với Tề Đảng Nhàn cả. Huống hồ gì bản thân ông ta chính là kiêu hùng một giới, nói chuyện giao tình gì chứ? Tình huống cụ thể như thế nào? Nói tôi nghe một chút. Tề Đảng Nhàn buông tha cho cái đầu của đồ tể, gác chân ngồi xuống. Là như thế này, người này vốn dĩ đã có lòng riêng, thượng quan Kinh Đào vừa chết thì ông ta lập tức cảm thấy đây là một cơ hội tốt để từ bỏ gia tộc thượng quan. Dù sao thì thượng quan Kinh Đào cũng chết ở nơi này của Trần Tiểu Thư nên rất dễ kết thù khai chiến giữa gia tộc thượng quan và Trần gia, hơn nữa ông ta còn để lộ ra chuyện lão bản sau lưng cũng cố ý muốn đá gia tộc thượng quan ra khỏi cục diện. Đồ tể giải thích. Ông ta nói với tôi như vậy, mà đại lão sau lưng ông ta lại là gia tộc ở đế đô, có thể trang bị vũ khí đã bị đào thải cho chúng ta từ chiến bộ Hoa Quốc bên kia, chỉ cần tôi giúp ông ta khống chế tốt đường dây vận chuyển bên độc tam giác này là được. Thậm chí ông ta còn nói là đại lão sau lưng ông ta nguyện ý nâng đỡ giúp tôi làm nên một phen sự nghiệp, để tôi trở thành Nam Dương Trần gia thứ hai ở Myanmar. Ánh mắt Trần Ngư nhìn đồ tể tràn đầy vẻ không tín nhiệm. Tề Đảng Nhàn cười nói, chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy đúng không? Đồ tể nói, đương nhiên, ông ta cũng dò hỏi tôi một số tin tức của cậu, hỏi tôi giám đốc Tề Thiên của trang sức Trần Thị là người phương nào.
sau đó còn để cho tôi lập công trạng đầu tiên sau khi gia nhập là giúp bọn họ bắt cóc Trần Tiểu Thư để ăn đứt toàn bộ tài nguyên của Trần gia ở Myanmar này. Trần Ngư cười lạnh, cô biết ngay mà, loại người như đồ tể không đáng tin một chút nào, nếu không sức mạnh khiến ông ta kinh sợ thì khẳng định ông ta sẽ không che kín mít tâm tư lại. Thượng quan Kinh Giao chết trong tay tôi, thượng quan Thương Hải và mấy người khác cũng bị tôi ra tay giết chết. Hiện giờ sự việc nháo lớn đến như vậy, không biết Chu Quang Vinh sẽ liên tưởng đến cái gì đây? Tề Đẳng Nhàn như suy tư gì đó mà nói, nếu chiếu theo những lời này mà nói thì tình huống chỉ sợ sẽ có hơi phức tạp, các cao thủ ở Hoa Quốc hơn phân nửa sẽ qua đây đối phó với tôi. Trần Ngư bình tĩnh nói, việc này anh cứ yên tâm đi, sau khi anh đi thì mỗi ngày tôi đều sắp xếp để thế thân bên ngoài xuất đầu lộ diện, bọn họ hơn phân nửa sẽ không liên tưởng đến phương diện này đâu. Tề Đẳng Nhàn ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, hắn ngụy trang thành Tề Thiên, mà ở Nam Dương vốn dĩ cũng có người này, hơn nữa sau đó hắn cũng dịch dung giống đến 89 phần 10. Tâm tư của người phụ nữ này cũng quỷ kế đa đoan thật đấy, phỏng chừng đã sớm đề phòng việc mình ở nước Mỹ gây ra chuyện động trời gì đấy nên mới có thể làm được mấy việc tích thủy bất lậu như vậy. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn không nhịn được nghĩ thầm. Nhưng mà chung quy lại thì Trần Ngư vẫn đáng tin cậy hơn đồ tể rất nhiều. Tuy rằng sẽ ngẫu nhiên tính kế hắn nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện bán đứng hay phản bội hắn gì đó. Tề Đẳng Nhàn rời ánh mắt xuống rơi trên người đồ tể, nói, bọn họ bảo ông bắt cóc Trần Ngư, ông trả lời như thế nào? Đồ tể nói tôi không thể trêu vào Trần gia được, nếu ông ta muốn động thủ thì phải tự mình nghĩ cách. Đồ tể biết rõ một việc, chỉ cần dựa vào một mình Tề Đẳng Nhàn thôi thì cũng có thể dùng giá rẻ mua được số lượng lớn vũ khí từ Tuyết Quốc bên kia. Chỉ là khoảng cách giữa Tuyết Quốc và Myanmar quá xa, cho dù tập đoàn Vạn Thịnh có muốn ủng hộ hắn đi nữa thì cũng không bằng thế lực lớn như tập đoàn N đặc bên này được. Dù sao người sau chiếm cứ lợi thế địa lý tuyệt đối. Nhưng hiện giờ Tề Đẳng Nhàn bày ra vũ lực cá nhân quá mức khủng bố, hơn nữa, chuyện băng qua vạn giảm chém đầu nhân vật trọng yếu của gia tộc thượng quan nghe cũng quá mức rợn người. Huống chi vẫn còn một đại đương gia Tề Bất Ngữ thực lực sâu không lường được kia. Cho nên ông ta cảm thấy mình vẫn nên ở một phe chung với Tề Đẳng Nhàn thì ổn hơn, mặc dù có khả năng tiến độ hoàn thành mục tiêu của mình sẽ chậm hơn rất nhiều nhưng ít nhất thì tính mạng sẽ không gặp phải vấn đề gì nguy hiểm. Sau đó thì sao? Tề Đẳng Nhàn nhìn đồ tể, cười nhạt hỏi. Đồ tể lại cảm thấy trong lòng phát lạnh, thầm mắng, tên nhóc này với cha của hắn đúng là cha nào con nấy, càng cười hì hì thì càng nguy hiểm, trả lời sai một cái là mất mạng như chơi. Đồ tể vừa mới chuẩn bị nói tiếp thì bị cấp dưới của Trần Ngư tiến vào báo tin xấu cắt ngang. Tiểu thư, việc lớn không tốt, 8 tấn đá thô của chúng ta toàn bộ bị lực lượng vũ trang địa phương giam giữ, mọi người cũng bị bắt toàn bộ làm con tin. Vừa rồi đan liệt của tập đoàn N đã có lại đây truyền lời nói là nếu tiểu thư muốn giải quyết chuyện này thì xin mời ngày mai hãy đến tập đoàn N đặc tham gia yến hội từ thiện do Chu Quang Vinh tổ chức. Trần Ngư nghe thấy tin tức được cấp dưới báo lên thì lông mày hơi nhíu lại, cười lạnh một tiếng. Đồ tể cười cười với Tề Đẳng Nhàn, nói, ngài xem, đây không phải là chưa kịp nói xong thì đã đến rồi sao? Chu Quang Vinh lấy đá thô áp chế, bày ra hồng môn yến muốn đánh gục Trần Tiểu Thư. Trần Ngư cười lạnh nói, nếu không phải ông chơi trò mập mờ với bọn họ thì liệu ông ta có gan để lực lượng vũ trang địa phương giam giữ đá thô của tôi không? Đồ tể ngượng ngùng cười cười, Trần Tiểu Thư, thuộc hạ của tôi cũng phải rơi vào mấy vạn người, bọn họ cũng phải ăn cơm chứ. Chu Quang Vinh cũng chu cấp không ít đâu, hơn nữa điều kiện còn tốt như vậy nữa. Chỉ là trái tim của tôi vĩnh viễn hướng về phía nhị đương gia, mà cô trong tương lai khẳng định sẽ là vợ cả của nhị đương gia của tôi, làm sao tôi dám phản bội ngài được. Tôi đây chẳng qua chỉ là học tập tấm gương tốt nhị đương gia mà thôi, cầm tiền nhưng không làm việc. Sau đó còn trở tay báo cáo lại tất cả mà. Khóe miệng Trần Cá giật giật, cái gì mà vợ cả chứ? Cái gì gọi là trái tim một lòng hướng về? Rõ ràng chính là trong lòng có quỷ, chẳng qua là hôm nay sau khi thử xong giá trị vũ lực của Tề Đẳng Nhàn thì có chút sợ nên mới không dám phản bội thì có. Tề Đẳng Nhàn lại lần nữa sờ sờ cái đầu chó của đồ tể, nói, mấy cái đó ông học tập nhanh thật đấy nhỉ? Đồ tể bị hắn sờ tới mức ra đầu tê dại. Nói, nhị đương gia là thần tượng của tôi, nên tôi nhất định phải noi gương cho tốt rồi.
Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt đáp, dù sao ông cũng ở trong nhà tù U Đô trải qua 10 năm rồi, những việc này tôi không so đo với ông nữa. Võ trang nòi đó ông nhanh chóng diệt gọn cho tôi, lấy tất cả đá thô về đây. Yến hội từ thiện ngày mai của Chu Quang Vinh chúng tôi sẽ tham gia, hy vọng ông sẽ không động thêm bất cứ tư tâm biến thái nào khác. Đồ tể nói, nhị nương gia yên tâm, ngày mai chính là ngày chết của Chu Quang Vinh này ạ. Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay để đồ tể nhanh chóng cút đi chạy lấy người. Trần Ngư nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, người này khiến tôi rất không yên tâm. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, vậy thì cô có thể làm được gì? Hiện tại đánh ngã ông ta, sau đó để Khải Hoàn dẫn theo mấy vạn người vũ trang đầy đủ tới tìm chúng ta báo thù sao? Trần Ngư nhíu mày nói, nếu không phải anh tự chủ trương thả hổ về rừng thì làm sao sẽ sinh ra mấy chuyện như này? Ở địa phương như Độc Tam Giác này vẫn luôn là người ăn người, không có cái gì gọi là trung tâm cả. Ý là lòng trung thành. Hơn nữa, hổ dù đắt nhưng vẫn không bằng được bầy sói, cho dù anh có lợi hại đi nữa thì chỉ cần ông ta mang tin tức anh đang ở Nam Dương thả ra ngoài, địch nhân sẽ giống như ong vò vẽ lập tức che trời lấp đất tiến tới tìm anh. Đến lúc đó anh cũng sẽ không rảnh rút ra một tay để đối phó với ông ta được. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, đồ tể là một người thông minh, hiện tại tôi lợi hại cỡ nào ông ta biết rất rõ. Ông ta muốn phản bội tôi, trừ khi ngày mai tôi tàn phế hoặc là cha tôi chết. Nếu không ông ta chỉ có thể vĩnh viễn đứng về phía bên này của tôi. Trần Ngư bất đắc dĩ nói, sớm biết sự tình sẽ phức tạp đến mức như này thì nói như nào đi nữa tôi cũng sẽ không tới Quang Dương làm gì. Hiện tại gia tộc Rothschild có nguy cơ trở thành địch nhân của Trần gia, lại có một quả bom hẹn giờ là đồ tể, thật đúng là không bằng cứ để mặc cho Trần Thiên Hà ở bên này làm kẻ phản bội cũng được. Tề Đẳng Nhàn hỏi, cô hối hận vì đã giúp tôi. Trần Ngư nói, nếu tôi sớm biết được chuyện anh sẽ đánh chết Jimmy thì nói như nào đi nữa tôi cũng sẽ không giúp anh đâu. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn cũng đang kêu khổ không thôi, nếu biết trước lão cha nhà mình biết gây chuyện như vậy thì nói như nào đi nữa cũng sẽ không đồng ý chuyện cho ông sang nước Mỹ hỗ trợ đâu. Chính mình tốn thêm chút thời gian thì cũng có thể chui vào chỗ trống giết chết mấy người thượng quan Thương Hải được mà. Sau khi Tề Đẳng Nhàn ăn xong cơm chiều cũng không đi nghỉ ngơi mà là ngồi ở bể bơi trong sân sau tiến hành tự hỏi, đúng thật là gần đây phát sinh quá nhiều sự việc, hắn nên trau chuốt lại một phen thật tốt đã. Âm thanh nhảy xuống nước khiến hắn bừng tỉnh lại, tập trung nhìn kỹ thì thấy hóa ra là Trần Ngư. Trần Ngư mặc một thân bikini màu trắng bơi lội dưới bể bơi, hơn phân nửa cũng là tâm phiền ý loạn khiến cho không thể ngủ yên. Hơn nữa ở Quang Dương bên này nóng đến thái quá nên mới có chuyện hơn nửa đêm thay đồ ra đây bơi lội. Cô vừa nhấc đầu ra khỏi mặt nước thì phát hiện Tề Đẳng Nhàn đang nhìn mình chăm chú, ở trong đêm tối thì đôi mắt như vậy giống như sói đói, phát ra ánh sáng xanh biếc. Tề Đẳng Nhàn nói, một gia tộc Rothschild thôi mà đã có thể khiến Trần Đại Tiểu Thư phiền lòng lòng thành như vậy sao? Không đến mức như vậy chứ. Trần Ngư hừ lạnh một tiếng. Bắt lấy tay vịn ở bể bơi để dừng lại rồi hỏi, chỉ là một triệu ra thôi mà có thể bức anh phải phản quốc chạy trốn, đến mức này sao? Sao anh không trực tiếp đến đế đô giết chết cả nhà bọn họ đi? Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy mộ bộ dạng dỗi người kia của cô đúng thật là ra dáng ra vẻ phết. Thật sự thì tôi cũng rất muốn làm như vậy, nhất là sau khi Lục Chiến Long chết thì càng suy nghĩ tới nó nhiều hơn. Tề Đẳng Nhàn như suy tư gì đó mà đáp. Xem. Không phải là tôi kích thích anh, Trần gia hiện giờ cũng là nợ nhiều không sợ nặng thân, bị một lũ sói nhìn chằm chằm, cho dù gia tộc Rothschild có thật sự mượn cơ hội giận chó đánh mèo lên Trần gia đi nữa thì cũng không có gì phải sợ hết. Trần Ngư hất tóc một cái khiến cho vô số bọt nước bắn lên, người người xem cảnh đẹp ý vui. Thế cục hiện giờ càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều thủ đoạn kịch liệt và đen tối hơn phân nửa sẽ nối gót kéo tới ùn ùn không dứt. Mọi người cũng phải chuẩn bị thật tốt để đối mặt với bão táp. Trần Ngư từ bể bơi bước lên, cầm lấy khăn phủ lên người mình, tùy tay xoa xoa đầu tóc của mình. Đôi mắt của Tề Đẳng Nhàn đảo qua đảo lại ở trên người cô, này cũng đẹp thật đấy, ngực to chân dài không nói, hơn nữa không mang mắt kính lại mang đến một loại khí chất đẹp mắt khác. Trần Ngư ngồi xuống ghế dựa bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, hai chân thon dài trắng nõn tới lóa mắt ở trong đêm tối gác lên nhau. Nói, lòng người thật đúng là khó dò,
nếu lần này anh ở nước Mỹ bên kia chậm trễ thêm 2-3 ngày nữa thôi thì hơn phân nửa tôi thật sự sẽ bị đồ tể mang ra giao bán, đến lúc đó thì bản thân chết như thế nào cũng không biết được. Đồ tể từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh ta lừa ngươi gạt nên tâm tư nhiều là chuyện bình thường, có tôi ở đây thì có thể đè đầu ông ta, cô cứ yên tâm đi. Tề Đẳng Nhàn nói. Anh có thể vì Lục Chiến Long mà làm ra được những chuyện như này, tôi cũng không nghi ngờ gì nhân phẩm của anh cả. Trần Ngư mỉm cười nói, tuy rằng anh làm như vậy đúng là rất ngu ngốc. Có một số việc biết là ngu ngốc nhưng chung quy lại thì cũng phải có người đi làm, chẳng sợ biết rõ sau khi làm rồi thì không nhất định có thể thành công. Nếu tôi không đứng ra mà lựa chọn im lặng thì chính nghĩa nhất định sẽ bị mai một, tâm thái của rất nhiều người cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Tôi đứng ra là muốn nói cho những người đó biết rằng trên thế giới này vẫn còn nhiệt huyết, vẫn còn hiệp khí mà không chỉ có cẩu thả và lợi ích. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, sau một lúc lâu mới nói ra được mấy lời thấm thía như vậy. Hắn vừa quay đầu thì phát hiện Trần Ngư đang nâng tay chống cằm, rất có hứng thú đánh giá chính mình. Cô nhìn cái gì? Tề Đẳng Nhàn nhíu mày hỏi. Hiện tại tôi nguyện ý miễn cưỡng thừa nhận anh như vậy có một chút đẹp trai rồi đấy. Trần Ngư cười nói. Tề Đẳng Nhàn cảnh giác trong nháy mắt, nói cô muốn ngủ lão tử. Trần Ngư sửng sốt, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, sau đó cười ha ha nói, tôi thừa nhận anh là một người đàn ông rất có khí phách, rất có hiệp khí, nhưng anh cũng đừng quá tự luyến như vậy có được hay không? Hiện tại tôi chỉ là thưởng thức anh mà thôi, chứ không phải muốn ngủ anh. Chỉ là lúc nói mấy lời này thì tim của Trần Ngư không nhịn được mà ra tốc đập nhanh vài nhịp. Lúc trước đúng thật là cô chỉ tùy tiện chơi bời ái muội giữa những người trưởng thành với nhau mà thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy khí phách của Tề Đẳng Nhàn lúc vượt vạn dặm giết người chém đầu thì cũng khó tránh khỏi vì thế mà có cảm giác động tâm. Thính lực của Tề Đẳng Nhàn rất nhạy bén, huống chi là trong môi trường yên tĩnh vào ban đêm. Hắn chợt nghe được tiếng tim đập dồn dập của Trần Ngư, tốc độ máu chảy nhanh, nói cô đang nói dối, tôi nghe được tiếng tim đập nhanh của cô. Trần Ngư cười nói, cũng giống như khi anh nhìn tôi thôi. Anh cho là chỉ có đàn ông mới thích nhìn phụ nữ xinh sao? Phụ nữ không thích nhìn trai đẹp à? Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe xong lời này, hắn vừa lòng gật đầu, nói cuối cùng cô cũng thừa nhận tôi đẹp trai, tôi rất hài lòng. Trần Ngư nói, anh là người đầu tiên khiến tôi cảm phục, còn là người đàn ông khiến tôi khâm phục, khí phách của anh không ai trên thế giới này có thể so sánh được. Tề Đẳng Nhàn cảm giác cái mũi của mình đã vểnh lên tận trời xanh. Được Trần Ngư khen ngợi, quả thật còn hưng phấn hơn được Ngọc Tiểu Long khen ngợi vài phần. Trần Ngư vừa nói vừa khe khẽ ngọ nguậy ngón chân trong suốt như pha lê tựa như vỏ sò bền, nhìn cũng rất vui tai vui mắt. Cô cũng là người phụ nữ khiến mọi người phải lòng chỉ bằng vẻ ngoài của mình. Tề Đẳng Nhàn cũng có qua có lại nói sự thật. Sau đó, con người trong bóng đêm của hắn chuyển sang màu xanh lục. Không chút che giấu đánh giá hai gò má non mịn còn mang theo bọt nước của Trần Ngư. Trần Ngư bước đi, anh khen tôi sẽ không lấy súng để dưới gối anh. Tề Đẳng Nhàn nói, công phu không sợ súng. Từ lâu tôi đã không sợ bị súng chĩa vào, cô cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. Trần Ngư mím môi cười nhẹ, khuôn mặt mang mầm tai họa mang theo một tia trêu tức, nói anh muốn ăn một bát cơm tủ lớn không? Nói xong, cô ấy đứng dậy. Nói với Tề Đẳng Nhàn, sayonara. Tiếng Nhật, có nghĩa là tạm biệt. Vì sao không nói là Ozeon Baby? Tề Đẳng Nhàn có chút khó chịu nói. Khóe miệng Trần Ngư hơi nhếch lên, cởi khăn lông, vẻ mặt kiêu ngạo rời đi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bản thân sắp xong đời, tối hôm nay sợ là cả đêm không ngủ, nói không chừng còn bị yêu tinh này buộc phải dùng kỹ thuật tay mà hắn đã từ bỏ bấy lâu nay. Hắn lao thẳng xuống nước. Sau đó nằm thẳng trên bể bơi, cả người ngâm trong nước lạnh mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, để tránh bản thân không nhịn được xúc động mà đi khiêu chiến kỹ thuật bắn súng với Trần Ngư. Trần Ngư ở lầu 2 lặng lẽ nhìn thoáng qua, không nhịn được cười hì hì, kiêu ngạo nghĩ, thiên hạ đệ nhất cao thủ thì thế nào, vẫn bị bắt chẹt như thường. Tới rạng sáng, thời tiết đột nhiên thay đổi, nhiệt độ giảm xuống không ít. Tề Đẳng Nhàn chìm xuống đáy bể bơi. Cả người cuộn tròn lại như một đứa trẻ, có cảm giác như ngủ trong bể bơi. Sáng sớm hôm sau, ba sư phụ Triệu, Tiến, Tony vào sân sau luyện võ,
họ không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang chìm trong bể bơi. Tề sư phụ chết đuối sao? Triệu sư phụ cực kỳ sợ hãi hỏi. Triệu sư phụ, ông thật là thiếu hiểu biết, kỹ năng của Tề sư phụ còn có thể bơi đứng bằng đầu gối, sao có thể bị chết đuối chứ? Cậu ta đang luyện thở thánh thai, Tôn sư phụ hiểu biết sâu rộng nói. Ba tôn sư ở Hoa Kỳ lăng bạt, sau một lúc thương lượng, cuối cùng đem sức lực phục vụ Tề Đẳng Nhàn. Triệu sư phụ phục hồi tinh thần, líu lưỡi nói, không nghĩ tới còn có phương pháp luyện võ này, thật là hiếm thấy. Tiễn sư phụ nói, thở thánh thai là phương pháp của đạo gia, giữ vẹn sinh khí, có phải là giống một đứa trẻ không? Mọi người nhìn xem cậu ta cuộn tròn người lại, thật giống như thai nhi được ngâm trong nước ối trong bụng mẹ. Vào lúc này Tề Đẳng Nhàn di chuyển, bỗng chốc lao ra khỏi mặt nước, ngón chân co lại khuấy động làn nước trong vắt. Cả người đứng lên từ mặt nước, nước chỉ ngập tới đầu gối. Sau khi luyện công đến đỉnh hóa kính, ám kình có thể nối liền toàn thân. Khi đứng trên mặt nước, 10 ngón chân sẽ liên tục sử dụng ám kình đẩy nước dưới chân để nổi lên, có thể đứng trên mặt nước. Chào buổi sáng ba vị sư phụ, mọi người suy xét xong chưa? Muốn hợp tác với tôi không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tề sư phụ, ba người chúng tôi đều quyết định sẽ làm việc với cậu. Nhưng điều kiện trước kia cậu đồng ý, không được nuốt lời. Triệu sư phụ vừa chắp tay, vừa nghiêm túc nói. Tề Đẳng Nhàn cười nói, tốt lắm, có ba vị sư phụ tương trợ, tôi như hổ thêm cánh. Tôi nhất định nói được làm được, xin ba vị sư phụ yên tâm. Ba người biết Tề Đẳng Nhàn dám đối đầu với quốc gia vì Lục Chiến Long, nhân phẩm rất đáng tin, tất cả đều gật đầu đồng ý, không nói thêm gì nữa. Đêm qua Tề Đẳng Nhàn nói chuyện với Trần Ngư, hôm nay coi như đã được kiểm chứng, sự dũng cảm và hào hiệp của hắn có thể được công nhận. Vừa rồi Tề sư phụ luyện thuật thở thánh thai của đạo gia sao? Tôn sư phụ nhìn không được hỏi. Người ta nói luyện gân cốt ra, luyện hơi thở bên trong. Thuật thở thánh thai này là được sử dụng để tăng cường hơi thở bên trong, tôi luyện hơi thở bên trong chủ yếu dựa trên điếu thiểm kính của võ đang, cho nên, sức mạnh bùng nổ tức thời sẽ rất mạnh mẽ. Mà thuật thở thánh thai còn khiến hơi thở bên trong của tôi kéo dài và dày, có thể tăng cường thể lực. Khi nào quay về tôi sẽ viết phương pháp luyện tập để mọi người có thể tham khảo. Tuy nhiên, không đến được cảnh giới gặp thần, đừng như tôi ngâm ở dưới nước cả đêm. Ba người không khỏi cảm thấy kính nể, chắp tay với Tề Đẳng Nhàn, người ta sẵn lòng không chút giữ lại mà lấy tuyệt kỹ truyền thụ ra, chính là chuyện đáng giá nhất. Đang trò chuyện, Trần Ngư uể oải bước ra khỏi phòng, thời tiết hạ nhiệt nên cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen trắng, trên chân có thêm vài món trang sức. Cho dù là ba lão thẳng nam sống hơn nửa đời người cũng không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần sau khi nhìn thấy Trần Ngư. Trần tiểu thư thật xinh đẹp. Trong lòng bọn họ không nhịn được tán thưởng một tiếng, vậy mà nhịn không được có chút hâm mộ Tề Đẳng Nhàn. Nếu Tề Đẳng Nhàn biết suy nghĩ trong lòng bọn họ khẳng định sẽ giơ ngón tay giữa lên. Hâm mộ cái rắm, đêm qua hắn bị yêu nghiệt Trần Ngư làm cho tâm thần nhộn nhạo, một đêm không ngủ, làm hại hắn phải luyện thở thánh thai ở bể bơi suốt cả đêm. Khụ, chúng ta ra bên ngoài luyện võ đi. Triệu sư phụ có ánh mắt tinh tường, ho khan một tiếng, ra hiệu cho hai vị sư phụ khác đi theo mình. Trần Ngư nhìn bộ quần áo ẩm ướt của Tề Đẳng Nhàn, cười ra tiếng, nói anh sẽ không ngâm ở bể bơi suốt cả đêm chứ. Tề Đẳng Nhàn đen mặt nói, còn không phải đều là vì cô muốn ngủ với tôi sao? Khiến tôi sợ hãi không dám trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Ngư thiếu chút nữa cười điên, nhìn đến bộ dáng này của hắn, cảm thấy có chút hả giận. Lần trước ai bảo người nào đó cố ý hù dọa mình, làm hại mình suýt chút nữa xấu mặt trước mọi người. Hơn nữa, ở Quảng Dương không có nhà vệ sinh công cộng, cuối cùng cô ấy phải tìm một bụi cây hoang vắng để giải quyết vấn đề. Đột nhiên, Trần Ngư nói, tôi phải nói cho anh một tin tức không tốt. Tề Đẳng Nhàn hỏi, chuyện gì? Gần đây Hướng Đông Tình đang xem mắt, khóe miệng Trần Ngư nhếch lên, nói. Cô ấy, xem mắt, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được há to miệng, vô cùng khiếp sợ hỏi. Hình như là quản gia A Phúc ép cô ấy đi, gần đây cô ấy đã gặp được vài người đàn ông ưu tú. Trần Ngư cười nói. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn cảm thấy kỳ quái, nói cô ấy lạnh lùng muốn chết, có người đàn ông nào muốn cưới cô ấy sao? Khi nói lời này,
sao hắn lại cảm thấy trong dạ dày có chút chua xót. Nói xong, Tề Đẳng Nhàn đột nhiên lấy lại tinh thần, A Phúc ép Hướng Đông Tình làm như vậy, không phải ông ấy định rời đi sao? Đuôi Trần Ngư rất đẹp, nhưng tâm tư của Tề Đẳng Nhàn đã không còn ở đây nữa, trong đầu đều toàn là người phụ nữ Hướng Đông Tình lạnh như băng kia. Hắn cảm thấy bản thân và Hướng Đông Tình chỉ có thể xem như bạn bè, quan hệ bạn bè linh tinh, nhưng nghe thấy tin tức cô ta xem mắt lại vô cùng khó chịu. Chậc, lúc trước tôi không đặt Hướng Tổng vào phạm vi, tôi muốn tất cả. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn có chút khó chịu. Trần Ngư thấy Tề Đẳng Nhàn thất thần, cười thầm, biết ngay không phải là thứ gì tốt, tham lam quá đi. Tề Đẳng Nhàn phục hồi tinh thần lại, nói, xem ra, tôi phải về nước một chuyến. Nôn nóng, Trần Ngư trêu tức nói. Không phải, là bởi vì A Phúc là người thân duy nhất của Hướng Tổng. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Ý của anh là cơ thể A Phúc không khỏe, cho nên mới ép Hướng Đông Tình đi xem mắt. Trần Ngư là người thông minh, ngay lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tề Đẳng Nhàn nói, A Phúc bị ung thư, lúc phát hiện đã ở giai đoạn cuối. Lúc trước ông ấy nhờ tôi chăm sóc Hướng Tổng, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện. Trần Ngư nói, Hướng Đông Tình cũng là người trưởng thành, anh còn lo lắng cái gì? Tề Đẳng Nhàn bước đi, không phải, cô không hiểu cô ấy. Người phụ nữ này nhìn có vẻ mạnh mẽ, thậm chí lạnh lùng như băng, nhưng thực ra cô ấy có chút bệnh tâm lý. Nếu A Phúc rời bỏ cô ấy, phỏng chừng cô ấy sẽ sụp đổ mất. Nếu tôi không trở về, e rằng tập đoàn Hướng Thị sẽ xong đời. Trần Ngư ngẩn người, sau đó nói, xem ra. Anh có một vị trí rất quan trọng trong lòng cô ấy. Nếu không thì, anh quay lại cũng không có tác dụng gì. Nghe xong lời này của Trần Ngư, Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, giống như thật là có chuyện như vậy. Hắn cũng không biết vì sao, bản thân chủ quan cho là như vậy, bản thân rất quan trọng với Hướng Đông Tình, sau khi A Phúc rời đi, có thể có tác dụng an ủi cô. Không sao, chờ xử lý xong chuyện của Quang Dương, anh trở về thành phố Trung Hải đi thôi. Tập đoàn Hướng Thị không thể xảy ra vấn đề, Trần Ngư nghĩ nghĩ, nói. Nhưng mà, anh cũng phải cẩn thận một chút. Hiện tại anh đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, không dám đảm bảo không có người nhìn chằm chằm Hướng Đông Tình, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Tề Đẳng Nhàn nói, cho dù là thiên la địa võng tôi cũng phải trở về. Hắn nhớ đến đoạn video mà A Phúc gửi cho mình, Hướng Đông Tình ngồi một mình trên bàn ăn, tay cầm ly rượu. Cụng ly trước những chiếc ghế trống, sau đó một hơi uống cạn ly rượu. Tương tự, hắn nhớ lại cảm xúc bạo phát cực đoan khi Hướng Đông Tình biết được hắn không phải đơn thuần vì Hướng Đông Lôi mà giúp mình. Hắn biết, có lẽ đại chiến thương nghiệp giữa một số tập đoàn lớn ở Trung Hải, hắn và người phụ nữ không giỏi giao tiếp như Hướng Đông Tình đã có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Này, nói đến Hướng Đông Tình, tất đen cũng không nhìn. Trần Ngư nói với Tề Đẳng Nhàn. Chậc, chỉ có Vân Uyển mới có thể bộc lộ ra tinh hoa của câu chữ, cô còn quá kém. Hơn nữa, tôi mới không thích nhìn tất đen, người đứng đắn ai lại nhìn tất đen chứ? Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói. Vẻ mặt trêu tức trên mặt Trần Ngư cứng đờ, vô cớ muốn đấm vào đầu chó của hắn, sao lại có thể mặt đả kích mình ngay trước mặt như vậy? Được, sau này không mặc nữa, Trần Ngư cười lạnh nói. Tôi là người đứng đắn, tôi không thích xem, nhưng thích sở đấy. Tề Đẳng Nhàn bước lên. Trần Ngư trực tiếp giơ ngón giữa cho hắn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn nói, Trần Ngư, tôi có một phong bì tiền thưởng 50 tệ, không biết chia cho ai. Trần Ngư trực tiếp giơ ngón giữa cho hắn, mua một tặng một. Phong bì tiền thưởng 50 tệ cũng dám lấy ra. Anh tặng quà cho nữ phát thanh viên cũng không nhỏ mọn như vậy. Tề Đẳng Nhàn vừa mới ăn xong bữa sáng với Trần Ngư thì thủ hạ Đồ Phu đã đến báo tin cho hai người. Tề tiên sinh, đây là thư tướng quân kêu chúng tôi chuyển gấp tới anh. Tề Đẳng Nhàn nhận bức thư, mở ra nhìn thoáng qua. Đồ Phu đã bố trí nhân lực xung quanh tập đoàn N đặc của Chu Quang Vinh, bên ngoài giải rác có khoảng 1.000 người, hơn nữa. Binh lính dưới trướng cũng đã di chuyển đến khu vực cách thành phố Quang Dương chưa đầy 10 dặm. Tề Đẳng Nhàn gật đầu với Trần Ngư, nói, bên Đồ Phu đã được sắp xếp thỏa đáng, Chu Quang Vinh đang chờ chúng ta chịu chết đấy.
Trần Ngư hỏi, thế lực sau lưng Chu Quang Vinh rốt cuộc là ai? Có thể Đồ Phu cũng có ý định phản bội anh. Tề Đẳng Nhàn nói, thuở trước, chim én thường xuất hiện trước nhà Vương Đạo, Tạ An, nay bay vào những nhà bình thường của trăm họ. Trần Ngư cười nói, tôi để cho anh nói chuyện chứ không phải kiêu ngạo. Tề Đẳng Nhàn khinh thường, nói câu thơ này miêu tả sự suy tàn của các gia tộc quyền lực ở thời cổ đại. Nhưng ở thời đại này, nó cũng được dùng để mô tả sự kiêu ngạo của hai gia tộc lớn ở đế đô. Trần Ngư nheo mắt nói, người sau lưng Chu Quang Vinh là Tạ gia sao? Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nói, làm sao cô đoán được ngay vậy? Tại sao cô không đoán là Vương gia? Trần Ngư lắc đầu, nói, lúc trước chú Tề biến thành đồ tể, đế đô chỉ trong một đêm máu chảy thành sông. Con trai cả của Tạ gia thậm chí còn bị hắn đánh chết ngay trước cửa quốc hội. Các người thân thiết với Trần gia như vậy, mà Tạ gia có lẽ là một trong những thế lực muốn giết Trần gia nhất phải không? Phụ nữ thông minh quả thực không phải là chuyện tốt, ngay cả thừa nước đục thả câu cũng không được, chuyện này khiến Tề Đẳng Nhàn cảm thấy khá nhàm chán. Trần Ngư nói xong, phát hiện Tề Đẳng Nhàn đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái gì? Khóe miệng cô ta nhếch lên, cười nói. Tôi đang thắc mắc sao cô vừa xinh đẹp mà còn thông minh như vậy. Tề Đẳng Nhàn nói. Trần Ngư không khỏi mím môi mỉm cười, mũi giày cao gót nhọn chọc nhẹ vào bắp chân Tề Đẳng Nhàn hai cái, như muốn trách hắn khen ngợi quá thẳng thắn. Tề Đẳng Nhàn tức giận, lão tử khen cô còn đá tôi. Ngay lập tức, hắn giơ chân lên kiểu, hùng kê khiêu cước, đá vào chân nhỏ của Trần Ngư. Trần Ngư sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tề Đẳng Nhàn, tức giận muốn dùng gót chân chọc vào hắn. Kết quả Tề Đẳng Nhàn cũng nhấc chân dùng đòn, lãn môn khảm, vào bắp chân của Trần Ngư, khiến chân cô lùi lại và đập xuống đất, đau đớn dữ dội. Trần Ngư hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nụ cười lễ độ nhưng mẫu mực, nói công phu của anh rất lợi hại. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói, tôi đã lưu tình rồi, nếu không, chân cô có lẽ khó tránh. Trần Ngư cười nói, vậy thì anh rất lợi hại. Nói đùa à, tôi siêu dũng cảm, Tề Đẳng Nhàn ngạo nghễ nói. Trần Ngư suýt chút nữa lên cơn đau tim, đứng dậy, quay đầu rời đi. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, giang tay ra, cảm thấy phụ nữ thực sự là kỳ quặc. Cho dù là Lý Vân Uyển, hay là Dương Quan Quan cũng vậy. Cho dù là yêu nghiệt như Trần Ngư đều có tâm tư khó lường. Mình khen cô ấy lại còn không vui. Đừng tức giận, đừng tức giận, đừng chấp nhặt với kẻ ngốc. Trần Ngư vừa lẩm bẩm vừa bước đi. Cô mới bị ngốc đấy. Tề Đẳng Nhàn nói một câu, suýt nữa tiễn đưa cô ấy ngay tại chỗ. Đến khi chuẩn bị tham dự bữa tiệc từ thiện do tập đoàn N đặc tổ chức, Tề Đẳng Nhàn phát hiện ra Trần Ngư đã thay quần áo. Là một bộ tây trang nữ màu đen trắng rất bình thường, cái này, không còn chân để nhìn nữa. Trần Ngư xem thường nhìn hắn, thì sao, còn muốn nhìn chân, còn muốn xem ảnh chụp tự sướng của cô ấy. Cô ấy thậm chí còn nghĩ ra một cách tuyệt vời để trả thù. Không thể không nói, lúc Trần Ngư ăn mặc chỉnh tề mới là lúc có khí chất nhất, khiến cho người ta có cảm giác như một người con gái mạnh mẽ đứng trên đỉnh cao và nhìn đời bằng nửa con mắt vậy. Xét về mảng khí chất, đại tiểu thư Trần gia có thể nói là nắm bắt vô cùng chắc chắn. Ế, đây là siêu xe, chỉ có thể ngồi được một người thôi, anh ngồi chiếc xe phía sau đi. Trần Ngư đi đến bên cạnh chiếc xe Ferrari, nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn cũng đang chuẩn bị lên xe, cô ấy cau mày nói. Há, Tề Đẳng Nhàn quay đầu ra nhìn một cái rồi bỗng chốc cau mày. Mẹ nó, phía sau là một chiếc xe van rách nát mà. Trần Ngư cũng không nói nhiều với Tề Đẳng Nhàn làm gì nữa, cô ấy dứt khoát bước lên chiếc xe Ferrari rồi bảo hắn ngồi vào chiếc xe van rách nát kia. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy quyết tâm báo thù của phụ nữ đúng thật là rất mạnh mẽ, có điều, chút thủ đoạn báo thù này của Trần Ngư cũng thật là trẻ con quá đi. Hắn nhún vai một cái, xe van rách nát thì có sao đâu chứ. Hai người lần lượt đến được khách sạn N đặt nơi Chu Quang Vinh tổ chức bữa tiệc. Đó là một khách sạn 5 sao kiểu mẫu, có thể coi là một trong những tòa nhà sang trọng nhất ở Quang Dương. Trần Ngư vừa mới bước xuống khỏi chiếc Ferrari đã thu hút sự chú ý của vô số người, tất cả bọn họ đều nhìn cô ấy với ánh mắt tò mò, không biết từ khi nào mà ở Quang Dương lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp đến như vậy.
ở trong thành phố Quang Dương vàng thau lẫn lộn, đâu đâu cũng có các công ty xổ số, các công ty lừa đảo viễn thông thì lại càng nhiều không kể xiết, quả thực chẳng khác nào măng mọc sau mưa vậy. Kể ra thì cũng buồn cười, những người đến dự bữa tiệc từ thiện hôm nay đều là những doanh nhân làm ăn phi pháp. Tề Đẳng Nhàn bước xuống khỏi chiếc xe van rách nát, khiến cho mọi người nhìn mà đều không khỏi lắc đầu, con mẹ nó đây là ai thế, ngồi trên chiếc xe van rách nát để đến tham gia một bữa tiệc sang trọng như thế này à? Trong lòng Tề Đẳng Nhàn cũng vô cùng khinh bỉ, cái bữa tiệc chẳng ra gì này, một đám rác rưởi chuyên cờ bạc và lừa đảo thì đẳng cấp có thể cao đến đâu cơ chứ? Có điều, ngay một giây sau, Tề Đẳng Nhàn đã khiến cho bọn họ phải trố mắt kinh ngạc. Bởi vì Trần Ngư đã đi thẳng đến để khoác lấy cánh tay của hắn và cùng hắn đi vào bên trong. Bây giờ người đẹp toàn thích mấy tên đi xe van à. Trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, ai nấy đều suy nghĩ xem sau này có phải mình cũng phải mua lấy một chiếc xe van rách nát để lái hay không. Với tư cách là những người giỏi nhất trong đám thuộc hạ của Chu Quang Vinh, U Mặc và Đan Liệt đứng ở ngoài cửa để chào đón khách khứa. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư xuất hiện, U Mặc bỗng chốc ngẩn người một lúc rồi khẽ lắc đầu. Đúng thật là thiên đường có đường không chịu đi mà lại cứ phải đâm đầu vào địa ngục không lối thoát mà. Thực sự cho rằng tập đoàn N đặc thật lòng muốn làm từ thiện hay sao? Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, trên mặt Đan Liệt cũng xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý, nói, giám đốc Tề cũng đến rồi à, đúng thật là bạn cũng mà. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười và hỏi, sao nào, vẫn còn muốn nói lý lẽ với tôi à? Biểu cảm của Đan Liệt ngay lập tức đông cứng lại, khóe miệng khẽ động, cậu ta cười khẩy và nói, hy vọng anh sẽ có thể luôn luôn phách lối ở trước mặt tôi như thế này. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha rồi không thèm để ý đến cậu ta nữa mà cùng Trần Ngư tay trong tay đi vào bên trong đại sảnh của hội trường. Hội trường này được trang trí khá là tươm tất nhưng cho dù có nhìn thế nào thì cũng toát lên một mùi vị khá là quê mùa. Dù sao thì ở một nơi như Quang Dương, cho dù có làm một bữa tiệc đẹp hơn nữa thì cũng không thể so với những thành phố ở Hoa Quốc như Thượng Hải hoặc Trung Hải được. Chu Quang Vinh đang ở trong đại sảnh chào hỏi các vị khách với nụ cười nham hiểm điển hình. Sau khi nhìn thấy Trần Ngư, anh ta bèn đi lên phía trước và nói, cô Trần, nghe danh đã lâu. Lần trước đã gặp rồi mà tôi lại không nhận ra cô đó. Trần Ngư bình tĩnh nói, anh chú khách sáo quá rồi, tôi là người từ nơi khác mới đến nên còn chân ướt chân ráo, vẫn mong anh chú sẽ quan tâm nhiều hơn. Chu Quang Vinh nở nụ cười. Từ trước đến nay anh ta vẫn luôn không hề có hứng thú với phụ nữ, thế nhưng Trần Ngư vừa mới xuất hiện ở trước mắt này lại khiến cho anh ta có cảm giác như mùa xuân đang nảy mầm vậy. Chẳng trách cậu ta lại muốn có được cô ấy đến như vậy, quả nhiên, bốn chữ quốc sắc thiên hương không phải là thổi phồng. Chu Quang Vinh thầm nghĩ trong lòng. Đồ phu đã bị mình mua chuộc và bàn bạc xong chuyện hợp tác rồi. Có lẽ là cô ấy vẫn ỷ vào việc mình có đồ phu làm chỗ dựa nên mới không thèm đặt mình vào trong mắt, cho dù thượng quan Kinh Đào đã chết rồi nhưng cô ấy vẫn dám nhận lời mời để đến địa bàn của mình. Chu Quang Vinh nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi cười nói, vị này chính là giám đốc Tề có đúng không? Trần gia giấu anh kỹ thật đấy, đến lúc quan trọng rồi mới cho lộ diện. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, anh chú khách sáo rồi, tôi chẳng có tài cán gì cả nên mới không được trọng dụng ở Trần gia. Lần này cuối cùng cũng bắt được cơ hội tốt rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn để cơ mặt cử động khớp với chuyển động của đôi môi, giảm thiểu sơ hở đến mức thấp nhất để tránh cho Chu Quang Vinh nhìn ra việc hắn đang cải trang. Chu Quang Vinh phá lên cười, phất tay một cái rồi nói, mời hai vị vào chỗ ngồi nhé, bữa tiệc từ thiện sắp sửa bắt đầu rồi đây. Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư bèn tìm lấy một chỗ để ngồi xuống. Trần Ngư hỏi, có nhìn ra cái gì chưa? Tề Đẳng Nhàn nói, xung quanh có rất nhiều người có trang bị vũ trang đang ẩn nấp trong bóng tối, một tốp là lực lượng vũ trang tư nhân của tập đoàn N đặc, một tốp là người của đồ phu. Nói một câu thật lòng, với tình hình như thế này, cho dù có là tôi thì chắp thêm cánh cũng không thoát nổi. Võ công đã ngấm vào máu rồi thì không sợ súng, nhưng nếu nhiều súng thì lại là một câu chuyện khác. Tất cả những nỗi sợ đều đến từ việc không đủ hỏa lực. Gia tộc Thượng Quan bây giờ đã thành rắn mất đầu rồi, nếu như diệt trừ được thêm Chu Quang Vinh nữa thì tập đoàn N đặc cũng sẽ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.
Tạ gia đứng phía sau Chu Quang Vinh cho dù tay có dài hơn nữa thì cũng không dám với tay đến tận đây đâu. Trần Ngư mỉm cười và nói, cô ấy ghé sát vào trước mặt Tề Đẳng Nhàn và khẽ giọng nói. Hơi thở như hoa lan, hương thơm phả vào trong mũi, khiến cho con người ta động lòng. Bữa tiệc từ thiện bắt đầu, tập đoàn N đặc lấy ra một số thứ như đồ cổ, bức tranh nổi tiếng, đồ trang sức để bán đấu giá, đồng thời tuyên bố rằng tất cả số tiền thu được sẽ được quyên góp cho Hoa Quốc để hỗ trợ các vùng miền núi nghèo khó. Nghe đến đây, Tề Đẳng Nhàn cũng không còn bất ngờ về việc tại sao tập đoàn N đặc rõ ràng rất khét tiếng nhưng ở trong Hoa Quốc vẫn có rất nhiều người bao che cho bọn họ đến như vậy. Trần Ngư đấu giá một bức tranh sơn dầu cho có lệ và tiêu tốn mất hơn 1 triệu đô la Mỹ, ở trong bữa tiệc này, con số đó đã đủ để tiến vào trong top 5 rồi. Sau khi phiên đấu giá kết thúc, Chu Quang Vinh lên sân khấu thông báo số tiền quyên góp được trong bữa tiệc từ thiện này và cam kết về việc sẽ sử dụng những kênh nào để tiến hành quyên góp. Tiếp theo đây, tôi xin mời anh Tạ Thiên Tiều, chủ tịch của Quỹ Từ Thiện Tạ Thị, tổ chức đang hợp tác với tập đoàn N đặc của chúng tôi. Việc quyên góp lần này sẽ do anh ấy giám sát toàn bộ quá trình. Chu Quang Vinh cầm micro và trầm giọng nói. Lời này nói ra khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc một phen. Tạ Thiên Tiều, đó chẳng phải là thiếu gia của Tạ gia ở Bắc Kinh hay sao? Quỹ Từ Thiện Tạ Thị chính là một trong những sản nghiệp dưới tên Tạ gia, chuyên môn làm một vài dự án từ thiện và rất nổi tiếng trên khắp Hoa Quốc. Thì ra người đứng sau anh Chu chính là Tạ gia ở Bắc Kinh à. Chẳng trách chỉ trong vòng vài năm mà tập đoàn N đặc lại lớn mạnh đến như thế, thì ra là có nguồn tài nguyên khổng lồ này. Én xưa nhà Tạ, nhà Vương, lạc loài đến chốn tầm thường dân gia. Hai nhà Vương, Tạ ở Bắc Kinh đều là ông trùm, Tạ gia thế mà lại là người đứng sau tập đoàn Ân Đặc. Trần Ngư nghe thấy người được mời ra lại là Tạ Thiên Tiều thì cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tạ Thiên Tiều có thể nói là nhân vật cấp cao ở trong Tạ gia rồi, lần này hắn ta thế mà lại xuất hiện ở bữa tiệc từ thiện của tập đoàn Ân Đặc sao? Xem ra bọn họ đã quyết tâm nuốt chửng mình rồi. Tôi đã chốt sổ Trần Ngư rồi, Chúa Giê-xu cũng không giữ lại được. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên ở bên cạnh ném ra một câu. Trần Ngư dở khóc dở cười, cô ấy nói, anh chốt cái quần què chứ chốt. Tạ Thiên Tiều là một người đàn ông có thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn, hơn nữa còn phong độ ngời ngời. Hắn ta vừa mới xuất hiện đã làm lu mờ gần như tất cả những người đàn ông đang có mặt ở trong bữa tiệc hôm nay. Chuyện này cũng rất bình thường thôi, những tên dế nhũi cả ngày trốn trong quang dương để làm ăn phi pháp này sao có thể so với những cậu ấm có xuất thân từ những gia tộc lớn ở Bắc Kinh cơ chứ? Tạ Thiên Tiều vừa mới xuất hiện trên sân khấu đã ngay lập tức thu hút những tràng pháo tay như sấm, tất cả những người đẹp đang có mặt ở đó đều nhao nhao ném cho hắn ta những ánh nhìn quyến rũ, hy vọng có thể giành được sự chú ý của hắn ta. Có điều, ánh mắt của Tạ Thiên Tiều lại chỉ dừng lại trên người Trần Ngư trong vòng vài giây. Hắn ta nhìn chúng cô rồi, Tề Đẳng Nhàn khẽ giọng nói. Không phải rất bình thường sao? Trần Ngư ngồi vắt chân và nói với giọng bình tĩnh giống như một vị nữ vương đang kiểm soát mọi chuyện trong tầm tay vậy. Tề Đẳng Nhàn định nói cô ấy tự luyến nhưng lại cảm thấy hình như người ta cũng có tư cách để tự luyến mà, dù sao thì ngay cả hắn cũng thích ngắm nhìn cô ấy. Sau khi lên sân khấu, Tạ Thiên Tiều đón lấy chiếc micro trong tay Chu Quang Vinh và mở miệng nói ra những lời khá là quang minh chính đại, nói cái gì mà Quỹ Từ Thiện Tạ Thị nhất định sẽ không phụ lòng yêu mến của mọi người, và lại hắn ta sẽ giám sát chặt chẽ từ đầu đến cuối khoản quyên góp này vân vân. Đợi đến khi kết thúc việc phát biểu, Tạ Thiên Tiều ném chiếc micro đi, mỉm cười rồi cầm một ly sâm panh lên và đi về phía Trần Ngư. Trần Ngư khẽ cúi đầu và mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Đừng bị vẻ ngoài sắc nước hương trời của cô gái này đánh lừa, nếu như cô ấy thực sự muốn động tay giết người thì cô ấy sẽ không thèm chớp mắt đâu. Trần gia có thể thống trị Nam Dương nhiều năm như vậy, mà Trần Ngư lại có thể được nâng lên địa vị cao như thế, không thể nào có chuyện cô ấy không có tài năng được. Cô Trần, chào mừng cô đến với Quang Dương. Tạ Thiên Tiều vừa mới bước đến đã nói chuyện với giọng điệu của một người chủ. Anh Tạ, hình như chúng ta đâu có tiếp xúc gì với nhau đâu nhỉ? Trần Ngư đứng dậy và nhàn nhạt hỏi. Tạ Thiên Tiều nói, chưa từng tiếp xúc, cơ mà tôi đã say mê cô Trần đây từ lâu rồi. Vậy nên,
hôm nay chỉ vừa mới gặp cô thôi mà tôi đã có cảm giác thân thiết như gặp lại bạn cũ rồi vậy. Chu Quang Vinh đi theo phía sau Tạ Thiên Tiều một cách dập khuôn, một người đường đường là ông chủ lớn của tập đoàn N đặc như anh ta đây bây giờ đã biến thành tay sai rồi. Hai người Đan Liệt và U Mặc lại đi theo phía sau Chu Quang Vinh. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên phát hiện U Mặc đã lén lút nháy mắt với mình, giống như đang cảnh cáo hắn rằng có nguy hiểm vậy. Xem ra cô ta vẫn chưa mất hết lương tâm, dù sao thì cô ta cũng là em gái của Lục Đại Ca mà. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. U Mặc thấy Tề Đẳng Nhàn thờ ơ với ánh mắt của mình thì trong lòng không khỏi hừ lạnh một cái, thế thì kệ cho hắn tự tìm đường chết là được rồi. Chu Quang Vinh vẫn luôn duy trì sự cảnh giác đối với Tề Đẳng Nhàn. Anh ta biết Tề Đẳng Nhàn là một cao thủ có thể chiến thắng Đan Liệt, thậm chí còn có thể đánh chết Cha Si, vậy cho nên nhất định phải bảo đảm an toàn cho Tạ Thiên Tiều. Trong ngoài hội trường đều là những nhóm vũ trang nghe theo hiệu lệnh của anh ta, chỉ cần đảm bảo rằng Tề Đẳng Nhàn không thể bắt được Tạ Thiên Tiều ngay lập tức thì Trần Ngư chẳng qua cũng chỉ là con cá chết trên thớt gỗ mà thôi. Trần Ngư cười cười và nói, cách bắt chuyện của anh Tạ thật là lỗi thời, tôi không có gì để nói với anh Tạ đây cả. Việc Trần gia bị ép đến bước đường này cũng không thể nói là không có quan hệ gì với Tạ gia cả. Tạ gia chính là đội quân mạnh nhất trong phe phái của Triệu gia. Hôm nay tôi đến gặp cô Trần chính là vì muốn cùng cô Trần đây biến chiến tranh thành tơ lụa, không biết cô Trần có bằng lòng cho tôi cơ hội này hay không? Tạ Thiên Tiều vừa cười vừa hỏi. Thật là ngại quá, tất cả những gì mà các người đã làm ra với Trần gia, tôi không thể nào tha thứ được. Trần Ngư sầm mặt nói. Sau khi nói xong lời này, cô ấy làm ra tư thế chuẩn bị rời đi. Chu Quang Vinh lại ho lên một tiếng và nói, cô Trần, hay là cô cứ ngoan ngoãn nghe cậu Tạ của chúng tôi nói hết đi rồi hẵng đi, nếu không thì e rằng cô có muốn cũng không thể đi khỏi đây đâu. Chỉ nghe thấy một tiếng kèn vang lên, ở chỗ tầng 2 đồng loạt xuất hiện một đám người, hàng loạt những khẩu súng đặt lên lan can. Họng súng tối tăm nhắm thẳng vào hai người Trần Ngư và Tề Đẳng Nhàn ở phía dưới. Trong lòng U Mặc khẽ thở dài, xem ra hôm nay người cuối cùng gọi mình là Lục Linh Linh cũng sẽ phải biến mất khỏi thế giới này rồi. Sắc mặt của Trần Ngư bỗng trầm xuống, cô ấy cười khẩy và nói, chơi chiêu này với tôi á. Nếu như tôi xảy ra bất trắc gì ở chỗ này, tôi đảm bảo rằng tập đoàn N đặc sẽ ngay lập tức bị đại bác thổi bay. Chu Quang Vinh lắc lắc đầu và nói, cô Trần. Ở cái nơi như tam giác độc này thì chỉ có lợi ích mãi mãi thôi chứ không có bạn bè mãi mãi đâu. Sân mà cô nương nhờ cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ cô đâu đấy. Tề Đẳng Nhàn lại nói, sân có giúp chúng tôi hay không không phải do anh định đoạt mà là do tôi định đoạt cơ. Con ma cả bông kia, mày tưởng rằng ôm được vào cái đùi của Trần gia thì có thể dùng giọng điệu này để nói chuyện với tao à? Võ công của mày có cao hơn nữa thì có tác dụng gì chứ, chỉ cần tao hạ lệnh một tiếng. Bọn họ sẽ ngay lập tức bắn mày thành cái sàng. Sắc mặt của Chu Quang Vinh bỗng chốc lạnh đi, không còn giữ lấy bộ dạng khẩu Phật tâm xà kia nữa, cả người toát ra một luồng sát khí nặng nề. Tạ Thiên Tiều cười nói, cô Trần cũng nhìn thấy rồi đấy, ở chỗ này có nhiều súng như thế, hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau đi. Các khách mời đang có mặt ở đó cũng đã nhìn thấy tình hình bên này, ai nấy đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Tập đoàn N đặc chuẩn bị hoàn toàn trở mặt với Nam Dương Trần Thị à. Thế mà lại dám dùng cách thức này để uy hiếp đại tiểu thư của Trần gia. Cô gái này là ai thế? Cậu Tạ đích thân tìm cô ta để nói chuyện, hơn nữa còn làm ra một cuộc cãi vã lớn đến như vậy. Ngay cả cô ấy mà anh cũng không biết à. Cô ấy là Trần Ngư, phó chủ tịch của tập đoàn quốc tế Trần Thị, là đại tiểu thư của Nam Dương Trần Thị đó. Thì ra lai lịch của cô gái đó lại lớn đến như thế à, có điều, cậu Tạ là người của Tạ gia ở Bắc Kinh đó, lai lịch còn lớn hơn nhiều. Nếu như cô ta không chịu nghe lời thì chắc là sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Mọi người đều biết những khẩu súng này đều đang nhắm vào Trần Ngư, và lại bọn họ cũng đều là những người kiếm sống ở trong tam giác độc, đã từng thấy qua rất nhiều cảnh tượng tương tự nên cũng không có gì ngạc nhiên cả. Được thôi. Tôi cũng muốn xem cái thứ vô lại như anh thì có thể thốt ra những lời tốt đẹp gì. Trần Ngư nheo mắt một cái, cô ấy nhìn Tạ Thiên Tiều và chậm rãi nói. Tề Đẳng Nhàn biết cô gái này đã nảy sinh suy nghĩ muốn giết người rồi, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc, lá gan của Trần Ngư to đến như vậy sao,
ngay cả người của Tạ gia mà cũng muốn giết à? Tạ Thiên Tiều thản nhiên nói, vừa rồi Chu Tổng nói không sai, chỉ có lợi ích mãi mãi chứ không có bạn bè mãi mãi, tất nhiên là cũng không có kẻ địch mãi mãi. Trước đây Trần gia độc chiếm Nam Dương nhưng bây giờ đã bị làm cho sứt đầu mẻ chán, chẳng lẽ các cô không muốn thay đổi tình hình hay sao? Trần Ngư hỏi, tình hình gì, anh nói thử nghe xem nào. Tạ Thiên Tiều nở nụ cười và nói, cô gả cho tôi bắt tay với Trần gia để đá Triệu gia ra khỏi Nam Dương, sau đó chúng ta tự làm những gì mình muốn, thế nào? Tạ gia sẽ toàn lực ủng hộ địa vị của Trần gia ở Nam Dương, có được sự ủng hộ của chúng tôi, các cô sẽ ngay lập tức có thể thay đổi tình hình hiện tại và tình thế khó khăn mà Trần gia đang phải đối mặt. Và lại, cô gả cho tôi, đối với cô mà nói cũng hoàn toàn không hề coi là thiệt thòi, tôi có thể cho cô những sự giúp đỡ mà người khác không thể cho cô. Trần Ngư nghe thấy vậy thì bỗng chốc cười nói, oa, mấy lời này nghe thật hay và đẹp quá đi. Không ngờ rằng cái miệng chó của anh cũng có chút bản lĩnh đấy. Chu Quang Vinh lạnh lùng nói, tốt nhất là cô Trần hãy nói chuyện khách sáo một chút đi, nơi này không phải là Nam Dương đâu. Tạ Thiên Tiều cũng không bị những lời nói của Trần Ngư làm cho tức giận, hắn ta chỉ nói với giọng hờ hững, tôi cho cô 3 phút để suy nghĩ. Sau 3 phút thì tôi sẽ coi như là cô đã từ chối rồi, nếu như vậy thì chúng ta chỉ có thể làm kẻ địch mà thôi. Thủ đoạn đối xử với kẻ địch của Tạ gia chúng tôi rất tàn khốc đó. Trong lúc hắn ta nói ra những lời này, ở trên tầng truyền đến một loạt những tiếng lên nòng súng. Hình như cậu Tạ đây rất tự tin rằng mình có thể nuốt chửng được chúng tôi nhỉ. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt và hỏi, hắn đánh giá Tạ Thiên Tiều một lượt từ trên xuống dưới và suy nghĩ xem mình có nên noi theo tác phong của bố mình hay không. Tạ Thiên Tiều lạnh lùng nhìn hắn một cái và nói, mày là cái thứ tôm tép ở đâu chui ra mà cũng xứng để nói chuyện với tao. Nếu mày còn dám nhiều lời thêm nửa câu nữa thì tao sẽ thẳng tay cắt đi cái lưỡi của mày đó. Tề Đẳng Nhàn cười nói, cậu cũng biết đạo lý không có bạn bè vĩnh viễn mà sao lại dám khẳng định Sần tướng quân sẽ đứng về phía các người chứ? Tạ Thiên Tiều quay mặt đi với vẻ khinh thường, rõ ràng là không muốn nói chuyện với cái thứ rác rưởi chỉ có thể hạ thấp thân phận của mình này nữa. Chu Quang Vinh ở bên cạnh bèn nhàn nhạt nói, chính là dựa vào việc ở trên tầng có rất nhiều súng và một nửa trong số đó chính là người của Sần tướng quân đó, anh nói thử xem. Tề Đẳng Nhàn khẽ lắc đầu và nói chẹp, cậu Tạ thật là kiêu ngạo mà, không biết lúc trước khi Tạ Thiên Khải của nhà các người bị Tề Bất Ngữ một vả đánh cho vỡ đầu thì các người có uy phong như vậy không nhỉ? Chuyện xảy ra ở Bắc Kinh năm đó có thể nói là nỗi ô nhục của cả nhà Tạ gia. Sau khi nghe thấy lời chế giễu của Tề Đẳng Nhàn, trong mặt Tạ Thiên Tiều không khỏi bùng lên ánh lửa, hắn ta lạnh lùng cười nói, thằng mập kia, mày đang tự tìm đường chết đấy à? Cô Trần, mau chóng bảo cái tên giám đốc dưới trướng của cô ngậm miệng lại đi, đừng để anh ta hại chết cô nữa. Gả cho cậu Tạ cũng khá tốt mà, có thể giải quyết sự khó khăn trước mắt của Trần gia các người, và lại tương lai của cô nhất định sẽ càng thêm hứa hẹn. Lúc này, những người còn lại đều bỗng chốc lên tiếng và bày tỏ ý kiến, muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt Tạ Thiên Tiều để có được sự ủng hộ của Tạ gia. Tề Đẳng Nhàn lại quay đầu qua bên đó, mỉm cười với đám đông một cái và nói, việc Chu Quang Vinh tổ chức bữa tiệc này vào ngày hôm nay cũng khá là tốt, bữa tiệc này đã kéo hết đám sâu bọ các người đến đây rồi, đỡ cho tôi sau này phải tới tận nơi để tìm từng người một. Hôm nay nếu như tiêu diệt hết các người thì Quang Dương cũng sẽ yên tĩnh hơn nhiều nhỉ. Câu nói này của Tề Đẳng Nhàn đã trực tiếp khiến cho chỗ đó nổ tung. Đám đông nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn vào một kẻ ngốc. Hắn nói như vậy nghĩa là hắn đang chuẩn bị giết chết hết mọi người à? Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy có biết bao nhiêu khẩu súng đang nhắm vào hắn và Trần Ngư hay sao, thế này mà cũng dám nói ra những lời ngạo mạn đó à? Cậu đang muốn hại chết cô chủ nhà mình à? Đồ cầu nô tài! Ông chủ của một công ty xổ số cười khẩy và lên tiếng, trong mắt lóe lên sát khí. Trong mắt Tạ Thiên Tiều mơ hồ hiện lên sự không kiên nhẫn, hắn ta nhìn chằm chằm vào Trần Ngư và nói, thời gian 3 phút sắp hết rồi, cô chắc chắn muốn mãi mãi làm kẻ địch với Tạ gia chúng tôi chứ. Trần Ngư nói với giọng khinh thường, chỉ dựa vào anh á. Bà đây thà rằng chọn cái tên mập này chứ không chọn anh. Trong lúc nói chuyện, cô ấy còn giơ tay ra chỉ vào Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh. Tề Đẳng Nhàn vốn đang giả vờ đắc ý,
Sau khi nghe được lời này của Trần Ngư, hắn cảm thấy vô cùng sửng sốt, sau đó là có chút tức giận, đây là lại đẩy cuộc chiến đến trên người mình sao? Được được được, xem ra cô chưa thấy quan tài thì chưa chịu đổ lệ. Cũng được, thế thì tôi cứ giết chết cái tên mập này ở ngay trước mặt cô là được rồi, để tôi xem cô còn có thể cứng đầu được nữa hay không, cô thực sự coi những lời mà tôi nói là nói đùa đấy à? Tạ Thiên Tiều cười khẩy và nói. Trong lúc nói chuyện, hắn ta gật đầu với Chu Quang Vinh và nói, đánh chết cái tên ngốc này cho tôi. Chu Quang Vinh giơ tay ra chỉ vào Tề Đẳng Nhàn, nhưng còn chưa kịp hạ lệnh thì ở trên tầng đã vang lên một loạt tiếng súng. Đám người ở trong đại sảnh đều bỗng chốc sợ đến run người, bọn họ còn tưởng rằng một giây sau Tề Đẳng Nhàn chắc chắn sẽ biến thành cái than tổ ong. Kết quả, sau khi tập trung nhìn lại, bọn họ phát hiện Tề Đẳng Nhàn vẫn còn đang đứng đó một cách ung dung, mặc dù mấy khẩu AK ở trên tầng đã bóp cò nhưng đều bắn vào người ở bên cạnh. Ở trên tầng có hai tốp người, một tốp là lực lượng vũ trang tư nhân của tập đoàn N đặc, một tốp là đám lính của Đồ Phu. Chính vào lúc nãy, đám thuộc hạ của Đồ Phu đã lần lượt giương họng súng về phía lực lượng vũ trang tư nhân của tập đoàn N đặc, mỗi phát súng hạ gục một người, tạo nên một cuộc tàn sát. Chu Quang Vinh ngẩn người một lúc rồi nói với giọng kinh ngạc, Sần, con mẹ nó cậu đang làm trò gì thế hả? Sắc mặt của Tạ Thiên Tiều cũng ngay lập tức trở nên tái mét, không dám tin rằng đến lúc quan trọng lại xảy ra biến cố này. Cái đầu mập mạp của Đồ Phu thò ra khỏi tầng 2, anh ta vẫy tay với Chu Quang Vinh ở dưới tầng và cười nói, Chu Tổng, chào anh, cậu Tạ ở bên cạnh anh làm màu quá, tôi không nhìn nổi nữa nên chuẩn bị dở quẻ này. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Nghe thấy câu này, mọi người đều bỗng chốc sững sờ, con mẹ nó đây là logic gì vậy? Sắc mặt Chu Quang Vinh bỗng trở nên căng thẳng, anh ta nói, Sần, cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu làm như thế chính là đang tự đào hố chôn mình đó. Cậu dám phản bội Tạ gia, cậu cảm thấy sau này mình còn có thể sống một cuộc sống yên bình hay sao? Đồ Phu ngáp một cái và nói, con mẹ nó, từ khi sinh ra tới nay, tôi chưa từng trải qua cuộc sống yên bình được ngày nào đâu, ngày nào tôi cũng bị tiếng súng đánh thức đó. Anh cảm thấy việc dùng thứ này để dọa tôi có ích lợi gì sao? Chu Quang Vinh tức đến run rẩy toàn thân, trước đây anh ta đã bàn bạc xong với Đồ Phu về chuyện hợp tác rồi mà, vả lại, Tạ gia cũng có thể lấy ra thứ lợi ích khiến cho Đồ Phu vô cùng rung động. Anh ta cảm thấy chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thế nhưng Đồ Phu lại dở quẻ vào thời khắc quan trọng này à? Chẳng phải ban nãy tôi đã nhắc nhở các người về việc đừng có cho rằng bản thân mình thực sự kiểm soát đại cục và nắm chắc phần thắng hay sao? Tề Đẳng Nhàn nhìn Chu Quang Vinh và Tạ Thiên Tiều với ánh mắt lạnh lùng. Đan Liệt và U Mặc ở phía sau Đồ Phu cũng đồng thời biến đổi sắc mặt, chuyện này xảy ra quá đột ngột, vốn tưởng rằng Đồ Phu sẽ là quân bạn, kết quả anh ta lại trong chốc lát đã biến thành quân địch rồi. Thế thì còn đánh đấm gì nữa? Chu Quang Vinh hừ lên một tiếng rồi bỗng nhiên ra tay, cơ thể mập mạp linh hoạt đến mức kỳ cục, lắc mình một cái đã đến được phía trước Tạ Thiên Tiều và giơ tay ra bắt lấy cổ Trần Ngư. Tốc độ này khiến cho Trần Ngư hoàn toàn không kịp phản ứng lại, thậm chí còn chưa cả kịp chớp mắt. Nhưng cô ấy cũng không cần lo lắng, bởi vì bên cạnh cô ấy còn một người lợi hại hơn nữa đang đứng đó. Bàn tay của Tề Đẳng Nhàn cũng theo đó thò ra từ phía sau vai Trần Ngư và trực tiếp bắt lấy bàn tay của Chu Quang Vinh ở trong không trung. Hai người ngay lập tức đấm vào nhau, sóng không khí được tạo ra đập thẳng vào mặt Trần Ngư, khiến cho cô ấy không tự chủ được mà lùi về phía sau, nước mắt cũng ngay lập tức chảy ra. Chu Quang Vinh biết rất rõ rằng bản thân mình nhất định phải nhanh chóng bắt được Trần Ngư, nếu không thì sẽ không thể kiểm soát được tình hình nữa. Sau khi đánh trượt một chiêu, anh ta ngay lập tức tiến lên một bước, bàn tay vung lên theo đường vòng cung, lòng bàn tay đỏ ngầu đập thẳng vào mặt Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn uốn cong bàn tay phải của mình và giơ lên để bảo vệ đầu, biến thành hổ hình, một chiêu hổ ôm đầu mạnh mẽ đón lấy đòn đánh của anh ta. Chu Quang Vinh biết rõ bản thân mình tuyệt đối không thể nương tay, hơn nữa trong thời khắc nguy cấp này, adrenaline của anh ta nhanh chóng tiết ra, cả người đạt tới trạng thái đỉnh cao mà trước nay chưa từng có. Sau khi một đòn bị hổ ôm đầu của Tề Đẳng Nhàn đẩy ra, anh ta vung tay kia lên như một thanh như đao, bước chân theo vào, quần âu mềm mại bỗng nhiên phồng lên, có thể thấy rõ rằng cơ bắp và gân cốt bên trong đang vận động kịch liệt.
Cùng với một tiếng giòn tan mà khớp tay vang lên, trưởng đao của Chu Quang Vinh đánh thẳng vào mi tâm của Tề Đẳng Nhàn. Nhưng võ công của Tề Đẳng Nhàn cao đến bao nhiêu? Lão luyện đến nhường nào cơ chứ? Hắn dùng một chiêu mèo rửa mặt vuốt tay xuống từ phía trên đầu, cùng lúc đó, năm ngón tay uốn lượn và hóa thành móng vuốt, trong lúc che mặt phòng ngự, hắn còn được đà bắt lấy. Chu Quang Vinh biết rất rõ việc mình đã gặp phải một kẻ cứng đầu vô cùng khó giải quyết rồi, trong lòng anh ta nóng như lửa đốt nhưng lại không thể không hạ quyết tâm giải quyết Tề Đẳng Nhàn trước. Thấy Tề Đẳng Nhàn đang dùng móng vuốt tóm về phía mình, đầu ngón chân của anh ta khẽ động, vặn người một cái rồi xoay đi như một con quay, đồng thời, cánh tay của anh ta vung lên như một chiếc roi mềm và đánh lên sống lưng của Tề Đẳng Nhàn. Chiêu này của anh ta nhắm thẳng vào sống lưng của hắn, nếu như bị đánh phải thì toàn bộ xương sống của hắn đều sẽ nứt vỡ. Có điều, bát quái trưởng của Tề Đẳng Nhàn đã đạt đến cảnh giới nào rồi chứ? Bát quái bộ của hắn cũng đã đến được cảnh giới tuyệt diệu luôn rồi. Trước khi cánh tay của Chu Quang Vinh đập được vào người hắn, hắn đã bước theo một vòng tròn và xoay người lại, nhưng ngoại trừ bước chân dùng bát quái bộ ra thì những nơi khác của hắn đều dùng hình ý. Hắn khẽ lắc mình một cái giống như một con gấu già vô cùng cường tráng, cánh tay giơ lên và xòe móng vuốt ra rồi bắt thẳng lấy bả vai của Chu Quang Vinh. Đây chính là tuyệt chiêu hùng ưng hợp hình của hình ý quyền, vừa mới thi triển chiêu thức này, hai bàn tay của hắn trong chốc lát đã bắt lấy hai bên bả vai trái phải của Chu Quang Vinh. Trong lòng Chu Quang Vinh bỗng chốc lạnh đi, anh ta biết võ công của Tề Đẳng Nhàn rất cao nhưng không ngờ rằng nó lại cao đến cảnh giới này, anh ta ngay lập tức hạ bả vai xuống, muốn dùng chiêu ve sầu thoát xác để thoát khỏi sự bắt bớ của Tề Đẳng Nhàn. Nhưng đúng lúc này, ngón tay của Tề Đẳng Nhàn lại móc vào bên trong, 10 ngón tay như 10 con dao thép, ngón nào ngón nấy đâm sâu vào trong da thịt của Chu Quang Vinh, lực ngón tay thậm chí còn sắp sửa bóp nát xương quai xanh của anh ta. Chu Quang Vinh cắn chặt răng, bờ vai run rẩy muốn hất Tề Đẳng Nhàn ra. Thế nhưng một khi móng vuốt của Tề Đẳng Nhàn đã đâm vào trong thịt thì sao có thể dễ dàng bị người khác hất ra như thế được. Cho dù đó là một quả cầu thép lớn nặng hàng chục đến hàng trăm cân thì hắn vẫn có thể dùng ngón tay để cầm và nhấc lên trong vòng hàng giờ mà không bị rơi xuống. Một giây sau, Chu Quang Vinh nhìn thấy cơ thể của Tề Đẳng Nhàn nhấp nhô lên xuống như bèo tấm trong nước vậy, hắn giống như một con rùa đang cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước. Ngay sau đó, hai luồng sức mạnh bắt đầu lan sang hai bên từ chỗ hai bên bả vai đang bị bắt lấy. Loài rùa là loài linh hoạt nhất khi ở trong nước nổi và việc di chuyển nước từ bên này sang bên kia là bản năng của chúng. Chiêu này cũng chính là tuyệt kỹ trong hình ý, được gọi là thần quy xuất thủy. Thế nhưng, chiêu thức này lại không thuộc vào cách đánh điển hình của hình ý quyền, thậm chí còn không thể nói là cách đánh mà nên được quy nạp vào trong cách luyện tập. Võ thuật truyền thống chia thành dưỡng, luyện, đánh, diễn. Chăm sóc sức khỏe là quan trọng nhất. Luyện võ là thứ hai, cách đánh là thứ ba, cuối cùng mới là chiêu trò biểu diễn. Cách luyện tập và cách đánh là hai thứ hoàn toàn khác nhau, thậm chí có những lúc còn trái ngược lại với nhau, lúc luyện như thế nào thì khi thực chiến lại phải làm ngược lại hoàn toàn. Chiêu thần quy xuất thủy này của Tề Đẳng Nhàn vốn được dùng để luyện tập việc đứng tấn, luyện tư thế và cách đánh lực, nhưng khi đến tay Tề Đẳng Nhàn thì nó lại biến thành tuyệt kỹ có thể giết người đoạt mạng. Khi đến được cảnh giới này của hắn, ngay cả chiêu lãn chát y chuyên dùng để biểu diễn thái cực quyền vẫn có thể dùng để đánh người. Chỉ thấy hai tay hắn vung lên, trong miệng Chu Quang Vinh phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng răng rắc phát ra khi xương cốt bị nứt gãy lọt thẳng vào trong tay người. Đám đông nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hai cánh tay trái phải của Chu Quang Vinh bị Tề Đẳng Nhàn xé nát ra từ giữa xương quai xanh hai bên. Vết thương bị xé ra trông rất bất thường. Những mảnh thịt, mạch máu, gân, xương treo lủng lẳng, máu tươi chảy ra như suối. Ngay cả những người từ nhỏ đã lớn lên trong tam giác độc và chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tượng tàn ác thì giờ phút này cũng đều sởn tóc gáy và cảm thấy tê dại sau gáy. Chu Quang Vinh hét lên một tiếng thảm thiết, hai chân liên tục lùi về phía sau, bởi vì mất đi hai cánh tay, cơ thể không thể duy trì được sự cân bằng nên đã bụp một tiếng ngã ngửa ra ở bên chân U Mặc. U Mặc sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhìn ông chủ của mình là Chu Quang Vinh đang nằm ngửa trên đất, cô ta nhất thời ngây ngẩn toàn thân. Lúc Tề Đẳng Nhàn hung ác nhất chính là khi đánh nhau với người khác, động một tí là lại giết người,
nếu không giết người thì cũng sẽ xé bỏ cánh tay hoặc phế đi đôi chân của đối phương. Lúc trước Từ Ngọc Giai và Văn Dũng Phu cũng đều bị Tề Đẳng Nhàn xé bỏ đi cánh tay, thế nhưng cánh tay của hai người đó lại bị xé xuống từ vùng cơ tam giác trên vai, cho nên còn có thể miễn cưỡng kiểm soát cơ thể, niêm phong mạch máu và tạm thời giữ lại một mạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.